ánh đèn sáng ở trên màn hình. 2 giờ đêm vẫn còn lung linh, quen chơi khuya như là bạn mình. Nghe tiếng nhạc còn đập rung rinh ngay bên loa, đêm em thêm say thêm ca, chỉ cần anh em ngay bên ta. Anh vẫn cày cuốc hăng say như ngày trước, dù không biết sau này họ sẽ nhớ đến hay quên ta. Nhớ khi xưa những ngày đói, khi mà đập là duy nhất là những lời cười khen. Giờ còn hơn ông thầy bói, vì mỗi cái ta đều có hàng vạn nghìn người xem. 4 bề đều là những người anh và người em, gặp nhau mỗi đêm 100 kênh chat nhỏ. Chấm đỏ tắt vào lúc mặt trời lên, nhưng đam mê không ngủ quên 100 con gác nhỏ. Sinh ra là người Tây, nhưng họ nói rằng tôi là người Chăm. Chăm vợ, chăm con, chăm làm, 100% mỗi khi nâng chén. Chăm on cho vài trăm ngàn anh em, lâu lâu lại nghe tôi chém. Không ồn ào và cũng không ầm ĩ, dân đồng Lào nhưng mà sống giờ Mỹ. Miễn là được chơi cùng huynh đệ thì thôi, nó cứ phải gọi là hợp lý. Music gaming on the mic, điều tôi muốn nói không có gì đâu, chỉ có tình yêu dành cho đồ tộc và khóa hết mồm mấy thằng trẻ trâu. Ok. Đã nhiều lương 7-8 triệu vẫn ngồi livestream, bắn nhau đá bóng xem phim, cú lên một tiếng cả team chơi cùng. Đêm đêm anh lại tiệc cùng, âm thanh ánh sáng đã bùng lên chưa? Độ này vẫn giống độ xưa, vẫn đợi đô nếp vì chưa có tiền. Dìa, xin chào cả nhà. Chúc cả nhà tối thứ bảy vui vẻ. Ui, lại thứ bảy rồi, nhanh vậy đấy. Vừa chào nhau đầu tuần xong, bây giờ lại cuối tuần rồi. Cảm ơn Phước nhá. Cảm ơn em nhiều, thank you em. Ui, hôm nay vừa đi cắt tóc xong không ạ? Mẹ cắt tóc xong cái đầu nhẹ bao nhiêu, trông kiểu trẻ ra mấy tuổi ấy. Đẹp dai mẹ luôn. Trông bảnh thực sự. Cảm ơn Quyết nhá, cảm ơn bạn nhiều. Cắt tóc ngày mai đi ăn cưới cái. Lâu lắm mà không đi ăn cưới. Gần đây nhất mình đi ăn cưới ai ấy nhỉ? Chắc đi ăn cưới thằng Bụt ở Quảng Ninh. Đến tận bây giờ mới đi ăn cưới tiếp. Mẹ, từ năm trước đến năm nay mới được quả đám cưới. Hí. Thấy vẫn thế. Ok, mẹ đi cắt tóc hết bao nhiêu tiền về kêu vẫn thế. Ông có quả tim không đây? Đấy. Cảm ơn đập trứng cút nha các bạn nhiều. Cảm ơn Ánh Vân nhá. Ừ. Cảm ơn em. Hôm nay không live bia thôi. Live bia nhiều các ông kêu chán. Xem các ông kêu buồn ngủ. Tiếng bi lách cách nghe chói tai. Thôi nghỉ một tuần đi. Xong rồi tuần sau anh em live lại. Tuần sau có khi đổi gió một tí anh em qua bán 22. Ừ, trước tôi bán 22 tôi cũng thấy bán vui phết. Chung cũng hay. Đang cuốn á. Thế hôm qua ông bảo. Hôm qua hỏi hôm nay live bia nhá thì kêu là chán lắm. Thôi nghỉ một tuần. Thì nghỉ một tuần chứ sao. Không người thích thì tí nữa live bên YouTube xong chuyển sang bên kia chạy ra bên văn phòng live VR cũng được. À nhưng mà thôi. Mẹ pin từ tuần trước đến tuần này còn chưa sạc. Tại vì tuần này tôi cũng đéo định là live VR nên tôi cũng chưa sạc pin.
Thêm nữa là dạo này chơi Thunder Forest đang cuốn quá các ông ạ. Mẹ hôm qua vừa tìm được cái sẻng xong. Nhớ biết không? Qua ngồi đây có ông nào ngồi xem không? Nhưng mà lâu lắm rồi mới chơi con game cuốn như thế. Cố gắng phá đảo nốt đã xong rồi chơi cái đéo gì thì chơi các bạn ạ. Cho nên là báo trước các bạn là tí nữa mà qua bên Nemo là chỉ chơi Thunder Forest thôi nhá. Cố gắng phá đảo cho nó sớm đi, mình còn chơi game khác. Theo như tôi tham minh không nhầm ấy, thì chắc là khoảng hơn một tuần nữa là bắt đầu Harry Potter là nó ra Việt hóa. Đấy, nó ra Việt hóa xong rồi bắt đầu mình chơi cái Thunder Forest này xong rồi mình bắt đầu chơi đến Harry Potter là vừa này. Đỉnh vãi đái này. Cảm ơn Leo nhá. Theo bạn hè này tôi nên về câu lạc bộ nào là hợp lý á? Tôi nghĩ là bạn về Barca. Hôm trước tôi vừa xem bạn phỏng vấn xong, bạn bảo là nếu như mà sau này bạn có giải nghệ thì bạn sẽ về Barca bạn sống. Đấy, Barca là nhà của bạn. Thứ hai nữa là hôm trước bạn có tuyên bố một câu đấy là tôi không còn động lực để đá bóng nữa, tại vì tất cả những danh hiệu tôi đạt được rồi, tôi thấy như thế là cũng hợp lý. Mình có tuổi rồi bạn ạ, bây giờ đá nữa mà nó lại bị trò kè, người ta lại kêu là mình hết thời rồi cố đá, không hay. Tôi nghĩ là thôi bạn nên về Barca đi, bạn đá đấy thêm 1-2 năm nữa xong rồi bạn nghỉ là vừa. Tầm này bạn thiếu đéo được tiền rồi. Nhưng mà thỉnh thoảng bạn nhớ xem stream tôi, donate cho tôi đấy nhá. Bạn thì giàu nhưng tôi còn khó khăn lắm. Đặc bánh cuốn đừng dừng giữa chừng, yên tâm các bạn. Mẹ tôi kiểu béo cũng phải phá đảo con đấy xong rồi tôi làm béo gì làm nhá. Tôi đợi bao nhiêu năm rồi. Ăn cưới ai á? À, ăn cưới đồng chí trong sao nhập ngũ. Một chiến sĩ cũ, ngày xưa là tiểu đội trưởng của tôi. Tôi khi mà cái hôm cuối chia tay ấy, thì tôi có ghi lưu bút cho mọi người. Ghi xong thì tôi với cả tiểu đội trưởng chơi nhau khá là thân. Bạn Dương chơi nhau khá là thân mấy ngày trong đấy. Bạn ấy rất là hiền và bạn ấy giúp đỡ tôi rất là nhiều. Nhất là trong khoản vỗ chăn, đúng không? Tại vì giường bạn ấy thì cũng gần giường tôi. Giường tôi thì nó ở ngay ngoài cửa ra vào ở mặt đằng sau. Thế là hôm đầu thì tôi gấp chăn nó mẹ tròn như kiểu cái bánh bông lan ấy, có biết cái bánh bông lan không? Ừ đấy. Ngày xưa mẹ tôi gấp chăn là như thế. Thế là mấy hôm đầu thì hôm đéo là tôi cũng bị mắng vì cái tội mẹ chăn gấp mẹ tròn vo. Bảo đồng chí mà gấp như này nữa là sau đồng chí bị phạt đấy, sợ vãi cả đái ra. Thế hôm nào tôi cũng bảo Dương ơi, bây giờ cái giường của anh ở ngay cái chỗ cửa ra vào. Nên là thôi em giúp anh một tí, bây giờ anh chưa làm quen được môi trường quân đội, tay anh thì cũng không dẻo đến cái mức mà anh có thể gấp được cái chăn như cái bánh chưng. Nên là cứ mỗi lần em đi qua đi lại, em đi vệ sinh hay em đi đánh răng hay là em đi đâu đấy thì em cứ vỗ cái chăn cho anh một tí. Thế là qua Dương cứ vỗ cho. Thế là chăn phuông đét. Đấy là mấy ngày đầu thôi, mấy ngày sau tôi học chăm vệ đái ra các bạn ạ. Các bạn xem hội thao gấp chăn rồi các bạn thấy gấp vuông vệ đái. Thì đấy là nó cưới. Hôm ghi lưu bút thì tôi cũng hứa với nó rồi là khi nào em cưới anh hứa với em là anh sẽ qua. Thế là đấy, mai nó cưới, mai tôi qua. Cảm ơn Tân nhá. Một là qua mừng đám cưới nó, hai là lâu lắm rồi, thực sự cả các bạn là lâu lắm rồi đấy. Thì tôi mới có dịp để tôi gặp lại anh em ngày xưa ngủ cùng đơn vị, quay với nhau chương trình Sao Nhập Ngũ. Nên là tôi cũng qua để làm chén rượu, ngồi vui với cả mọi người tí, nhớ mọi người dã man, háo hức thực sự. Mỗi tội lan vào bạt 8 giờ sáng thôi, mệt thực sự. Mai 6 giờ tí nữa live stream xong rồi chắc là tôi đéo ngủ. Ngủ là bị hỏng tóc đấy, nó sẽ bị xấu trai đấy. Tí nữa 6 giờ là thằng em tôi sẽ qua đón tôi, là tôi cầm theo một cái gối này, một cái chăn này. Là tôi nhảy lên xe phát là tôi ngủ luôn các bạn. Ngủ chắc từ đây đi Hải Dương này, bao lâu nhỉ? Chắc khoảng 2 tiếng đúng không? Ngủ 2 tiếng đến 8 giờ đến đây ăn sáng là vừa. Hợp lý thực sự. Có quay vlog không? À không, đi ăn cưới quay vlog đéo gì không? Giờ hơi à? Đéo ai quay vlog bao giờ. Cảm ơn bạn CR7 nhá. Ủa hôm nay tôi vừa lắp cái mô hình xong. Khoe có một tí. 2 tiếng đúng không? Tiếng rưỡi à? Tiếng rưỡi đến hơi sớm nhỉ? À, từ từ nha, đợi từ tí tôi cho các ông xem con mô hình hôm nay tôi vừa lắp. Đẹp thực sự. Trông ưng vậy đấy. Ai vừa luôn đấy đây. Chú cả Vân Vân nhá. Chú vừa lười đi cắt tóc. Thực sự là nếu như mà người ta có bán một cái lọ thuốc gọi là đi cắt tóc một lần thôi, xong bôi vào nó đéo mọc dài nữa là chú sẽ đi vay tiền chú mua bằng được đấy. Tiếc là mẹ loài người nó chưa phát triển đến cái mức đấy cháu ạ.
Từ từ đã, mình đang làm cái đéo gì nhỉ? À, mình đang cho các bạn xem ảnh. Chuyển màn bị rè à? À, xin lỗi các bạn nhé. Chắc là tại chuyển màn nó bị rè đấy. Đây, cho các ông xem này. Nhìn này. Wow. Cái kệ này của tôi thì có tổng cộng là 9 ô đúng không? Cái mấy cái ô trên cùng thì ngày xưa tôi để mấy cái con mà tôi đi châu Âu về tôi mua. Nhưng mà bây giờ mẹ càng ngày các bạn tặng càng nhiều mô hình. Tôi lâu lắm mà tôi không mua mô hình đấy. Ui, cảm ơn Khánh nhá. Có cách nào để vực lại không anh? Làm ăn thua nhiều quá. Ui, làm ăn thua nhiều quá, xem stream của anh. Cảm ơn em nhiều nhá. Làm ăn thua vẫn donate 5 lốp thì đéo hiểu. Bạn mà làm ăn thắng thì chắc là bạn phải tặng tôi con mèk. Hay là bạn mua tôi quả biệt thự ven hồ nhờ. Cảm ơn bạn nhiều nhá. Thank you bạn. Đây, hôm nay vừa lôi một đống thùng ra. Thực ra là mấy cái con này tôi mua khá là lâu rồi. Tôi mua phải một năm mẹ rồi, xong rồi tôi vứt ở trên kho ấy. Tại vì có muốn lắp thì cũng đéo có chỗ nào để lắp nữa các bạn ạ. Không biết để đâu cả. Hôm nay tôi vừa sắp xếp lại cái đống mô hình xong, xong rồi ngồi lau chùi dọn dẹp lại. Vừa lôi một đống thùng đây. Này, đây là đống mô hình mà nó đang bị thừa ra và tôi không biết nhét ở đâu cả. Đây là cái đống hộp này, hộp của SHK. SHK là cái hãng mà nó chuyên làm những... Thực ra nó làm nhiều bộ lắm. Nhưng mà cái bộ đẹp nhất của nó là nó có 5 bộ. Bộ kiểu tiến hóa. Ví dụ các bạn nhìn con sên bọ hung này này, nó sẽ tiến hóa từ nhỏ cho đến lớn đúng không? Bên này có bộ con Fize này, màu tím tím này này. Đây bộ Fize màu tím tím này, nó sẽ tiến hóa từ nhỏ đến lớn kiểu như thế. À, đây có bộ Son Gohan này. À, còn bộ tôi lắp hôm nay là bộ Mabu. Và có thêm một cái bộ Kadix nữa. Bộ Kadix thì đợt vừa rồi tôi mua trượt. Mua trượt tại vì tôi đéo đăng ký mua. Đợt lúc là pre-order thì nó mở bán trong mấy ngày cơ, mình sẽ order được. Nhưng mà đợt đấy tôi nghĩ là nhà tôi hết mẹ nó chỗ để rồi nên là tôi không mua nữa. Hôm nay dọn xong tủ thì tôi thấy là vẫn còn có chỗ để, cho nên là tôi vừa mới đặt lại xong thì giá nó hơi cao hơn so với đợt pre-order một tí. Nhưng mà cố mua để nó đủ bộ 5 bộ của bọn SHK. Bộ thì đẹp dã man ạ. Đây, đây là bộ Mabu này tôi vừa mới lắp xong. Trông cute đéo chịu được ấy. Đây sẽ là con Mabu béo này, xong rồi nó gầy gầy này, xong rồi nó thành Mabu ốm này. Còn cái con Mabu ở trên cùng này mà nó mặc áo của Son Goku thì tôi đéo biết, tại vì cái bộ truyện tôi đọc đến tập 58 là nó tính là Dragon Ball gì ấy nhỉ? Chưa phải là Z đúng không? Cảm ơn Trần Anh nhá, cảm ơn bạn nhiều. Thì lúc ấy nó chưa mặc cái bộ quần áo của Son Goku này nên tôi không biết được là hậu truyện nó sẽ như thế nào. Nhưng mà bình thường cái bộ tôi mặc ấy thì nó chỉ đến cái con bên trái này thôi. Nhờ, ừ đấy, nó chỉ đến con bên trái thôi, là con Mabu ốm thôi. Là xong rồi nó bị bánh chết mẹ rồi. À, nó ăn thịt Gohan à? Bư Gohan à? Ừ, thì đấy, tôi đọc thì tôi không đến đoạn đấy. Với cả là, với cá nhân tôi thì cái tuổi thơ của tôi nó chỉ đến đấy thôi, nên là tôi, cái bộ truyện tôi chỉ đến đấy thôi, nên tôi không đọc nữa. Về sau tóc nó còn nhấp nháy, kiểu tóc xanh là cây, xong tóc xanh da trời, xong rồi tóc RGB 16,8 triệu màu đéo gì đấy. Mấy cái bản đấy sau tôi đéo đọc, tôi chỉ đọc đến đây thôi. Cái bản này tôi mua thì nó còn tặng thêm cho con chó. Con chó này thì từ đầu tôi đéo biết để đâu, tại vì nó không có ảnh. Thì tôi để tạm dưới này, nhưng mà về sau hóa ra để trên lưng của con Mabu béo này các bạn ạ. Con Mabu béo này cute vậy đấy. Ở đây còn có cả hộp sữa này, xong có cả chuyện tranh này, xong có cả mấy cái thanh sô-cô-la ấy. Tại vì con Mabu này nó có khả năng biến người khác thành sô-cô-la ấy. Buồn cười vậy đấy. Còn con bắt con màu vàng ở bên cạnh này là con gì nhỉ? Tôi quên mẹ mất rồi. Ừ, lâu lắm tôi không đọc chuyện. Đây con Mabu béo này. Mabu béo cute vậy. Thế tôi thích con Mabu béo. Tại con này trông giống thằng xe me ấy. Trông yêu vậy đấy. Nhà tôi có khoảng 3 con Mabu béo. Đẹp đéo chịu được mà. Công nhận cái bọn SHK này nó làm mô hình nó đẹp thật mà, chi tiết vãi cả đái. Đây là mô hình của hãng nó làm nhá. Tí nữa tôi cho các bạn xem một cái mô hình gọi là mô hình recast, là hãng nó làm so với bọn khác nó sẽ làm lại và bán với giá rẻ hơn. Tôi vừa mua thử xong. Đây con bé này là con gì ấy nhỉ? Ubercom à. Con này tên là gì ấy nhỉ? Quên mẹ rồi. Quên mẹ con thằng bé này rồi. Thằng bé này không biết là sau này nó còn phát triển thêm ở trong chuyện hay không thì tôi đéo nhớ, nhưng mà hình như là cái bộ tôi đọc là cũng có đấy, lâu mà tôi không đọc lại. Tên là gì? Uber à? Ừ, trông cute vậy đấy nhờ. Đây, cả bộ ở đây các bạn. Đẹp đéo chịu được. Đây, con này là con hôm nay tôi vừa mới mua xong. Con này là hàng recap các bạn ạ. Hàng recap có nghĩa là nó sẽ ra hàng hãng, sau đấy là nó sẽ đúc lại y hệt như thế. Nó sơn lại, nó bán lại, độ chi tiết thì nó sẽ không cao bằng. Nhưng mà tại vì tôi đang chống tủ với cả là người ta đang bảo là có sẵn hàng, nên là tôi lấy thử một bộ về như thế nào. Chúc mà cũng ok, cũng đẹp. Nhưng mà nếu như mà nhìn về chi tiết thì nó không ổn lắm. Đây, cả cái tủ của tôi thì trước tôi để thêm cả Transformer, xong tôi để thêm cả mấy thứ linh tinh rồi nữa. Nên bây giờ tôi dọn hết cái tủ này lại. Để 9 cái ô này tôi chỉ để Dragon Ball thôi. Hiện tại thì đây đang thường con Dante ở góc bên trái này. Thì sắp tới kiểu đéo thì tôi cũng sẽ mang sang bên văn phòng. Tại vì những người anh em của nó đang ở đấy. Có thằng Nero với cả có thằng Vergy là thằng anh trai, nó đang ở bên văn phòng. Mà tự nhiên lại nó lại ở bên nhà tôi. Thực sự nó là một chuyện vô lý.
Thế là kiểu đéo sắp tới nó cũng chuyển sang thì tôi lại chấm cái tủ này. Nên là hợp lý nhất là tôi sẽ đặt cái bộ của SHK này, thế là tôi sẽ đủ 5 bộ của nó luôn. Cảm ơn Minh Hiếu nhá. Ngày xưa khi mà tôi mới chơi đây này, có con Goku ở giữa này. Con này cũng là hàng recap này, ngày xưa tôi không biết, ngày xưa tôi cứ thế mà tôi mua thôi. Còn bây giờ tôi mới phát hiện ra tôi biết phân biệt thế nào gọi là hàng đúc lại với cả là hàng của hãng rồi. Con đấy là hàng đúc lại các bạn ạ. Đây con Pocolo này cũng đẹp này. Đấy. Cả bộ nó như thế. Ui, khỏe lại. Trước vừa mấy mẹ mua con này xong, đẹp đéo chịu được. Bên cạnh nó có thêm cả con bạn nó là được tặng. À, tôi mua con bộ Mabu này có hai bản. Một bản là bản bình thường, còn một bản là có thêm một con bư còm đây, con bư còm đấy các bạn. Trông cute vậy đấy. Cảm ơn Dũng nhá. Ừ, cảm ơn em nhiều. Bên cạnh lại còn được tặng thêm quả Sata tóc xù với cả một con chó bé tí á, trông yêu đéo chịu được. Đẹp vãi đái luôn. Ai một số này. Hôm nào ăn cơm xong cũng hỏi ai một số tầng 2. Ai một số tầng 2? Cơm màu gì nào? Ok. Cơm màu gì? Ai giơ tay nhanh nhất là sẽ được xuống đấy. Đây cho con xem bộ SHK đang định mua thêm con cá đích này, đẹp đéo chịu được thế. Trông thích vãi đài. SHK Dragon Ball Resin. Ui, nhìn này, mẹ đẹp không? Đẹp vãi cứt luôn ấy. Từ khi mẹ nó còn bé tí này. Ui, con ở giữa này là con đằng sau lưng tôi để đấy các bạn, tóc vàng ấy. Khi mà nó có chữ M trên trán ấy. Đẹp dã man ạ. Thề tôi đéo hiểu tại sao ngày xưa tôi lại đéo mua bộ này ạ. Tôi mà mua bộ này là tôi đủ bộ. Tôi đủ bộ 5 con của nó đấy. Từ từ tôi xem bộ 5 con nó đâu nhỉ. Đây. Bộ 5 con nó đây. Ủa. Không có cái hình nào hình tổng hợp 5 con nhỉ. Con này mới ra cũng đẹp này. Con này cũng của SHK này. Đẹp dã man ạ. Wow. Trông lực thực sự. Wow. Đẹp chưa? Con này $1,000 không ạ? Mẹ nhưng mà hết chỗ để rồi. Có chỗ để là cũng vay tiền về mua đấy. Toàn hàng đỉnh luôn. Con này cũng đẹp. Goku SSG và Vegeta SSG Recap. Đấy, hàng Recap đấy. Đây, bộ này tôi cũng có này. Con này tôi cũng có rồi này. Đây, con này hôm nay vừa mở xong này. Đẹp đéo chịu được này. Ui. Đấy, đây là bộ Gohan của SHK này. Cũng có này. Đấy, nó bộ của nó tổng cộng có 5 con. Thiếu đúng con Kadix Vegeta nữa thôi là tôi đủ bộ của nó rồi. Đẹp dã man ạ. Sau con Vegeta này tôi mua, tôi hứa là tôi sẽ đéo mua bất cứ một con gì nữa. Thế mua xong để ở kho. Lắp cũng đéo lắp được. Nghiện lắm các bạn ạ. Mẹ chơi. Lâu lắm rồi tôi mới bóc mô hình ấy. Từ đầu tôi định bảo là tôi quay clip lại cho các bạn xem. Nhưng mà tại vì có mỗi hai con mô hình không thì quay lại thì nó cũng ghép cũng thành dở hơi ra. Nhưng mà bộ này đẹp thật. Đỉnh dã man ạ. Đẹp 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 đẹp. Vegeta SHK Studio có ảnh sái to không nhỉ? Ui mẹ trông chiến vậy đấy. Cảm ơn bạn mới donate nhá. Ui
sao tôi thích mẹ mà con Cadix này, cái thời mà mẹ nó biến thành mẹ Missy Gaming ấy nhở, có chữ Missy Gaming ở trên trán này. Từ hồi nó là fan anh Độ cái trông nó chiến hơn hẳn, quần áo thì rách te tua, người thì vâm vãi cứt. Đẹp thật. Thế ngày xưa mà ui chưa, mẹ không thấy hàng hãng độ chi tiết của nó cao như thế cơ mà. Cảm ơn Bi Nguyễn nhá các bạn nhiều. Ui nhìn bộ quần áo nó này, đẹp đéo chịu được ạ. Ui nét vai đài ạ. Đặt rồi, chắc là tầm đâu đấy khoảng 2 tuần nữa về, 2 tuần nữa tôi mở con này, tôi sẽ làm quả vlog cho các ông xem. À, một cái video ngắn cho các ông xem. Cảm ơn Trần Anh nhá. Em mà không đặt được cùng chỗ thì em đi xin đổi chỗ là được. Gì đó. Đến lúc vào đấy thì xin đổi chỗ với nhau thì nó sẽ dễ hơn cho bọn anh không? Đúng không? Con này cũng cute này. Đáng yêu vậy này. Hôm trước vừa bán được cái điện thoại rồi. Trích một tí ra mua con mô hình chứ lâu lắm mà không mua rồi. Đẹp thật. À đấy, đây full bộ nó đây không này. Đây có ảnh full bộ này. Rồi. Đây, full bộ nó đây. Một bộ xe độ hung này. Thời tôi gọi là xe độ hung. Một bộ Gohan này, một bộ Fize này, một bộ Mabu này là có đủ rồi này. Thiếu bộ Cadix này nữa thôi. Tuyệt vời. Wow, bây giờ tôi mới biết là có fanpage của bọn này đấy. Ông gọi là ông đéo gì nhỉ? Quên mẹ tên ông này rồi. Ông này ông gì nhỉ? Ông này là sư phụ của Thiên Sơn Hăng đúng không nhỉ? Ủa, bộ này đẹp vậy. Lão Hạc á? À? Không phải tàu bảy bảy, có biết sao với tàu bảy bảy phải cưỡi cái khúc gỗ cơ. Ui, từ. Để tôi vào fanpage của bọn này xem nào. Ừ, tôi vừa phát hiện ra fanpage của bọn này xong. Này có bộ nào đẹp đẹp không? SHK Studio. Ở Việt Nam mình bắt đầu có mấy studio bắt đầu làm mô hình ở này đấy các bạn. Nhưng mà nó vẫn chưa đạt được đến trình độ của bọn này. Trình độ con này thì bây giờ mẹ em kinh khủng vãi đái rồi. Anh cảm ơn Khánh nhá. Ừ, anh cảm ơn em nhá. Đây rồi. Đấy, mẹ em đẹp như thế này cơ mà. Không mua hơi phí. Có cả đèn LED luôn. Đẹp vãi đái. Rồi, tôi phải mua. Chắc chắn là phải mua. Big Moment số 1, Piccolo và Kami. À, hàng pre-order à? Ui, con này cũng đẹp nhờ. Nhưng mà nhà tôi có hai con Piccolo mất rồi. Ui, con này đẹp thế. Ủa? Đây là bố nó đúng không ta? Bố nó trước khi bị chết xong rồi đẻ ra một quả trứng xong rồi mới ra Piccolo đúng không nhỉ? Ui, hiếu lợi à. Bộ này cao 51cm. Bộ này loanh quanh chắc giá khoảng 10 triệu, tôi nghĩ thế. Thượng đế á? Sao lại thượng đế? Nhầm không đây? Này, bắt đầu trả hàng này. Đẹp vãi. Có cả thẻ luôn á. Ui, ông này là cái gì nhỉ? Pirate à? Thần vũ trụ à? Ui, mẹ nhìn quả xưởng của nó này. Mẹ, xưởng đẹp đéo chịu được. Ui, con này đẹp thế nhở. Hay là dọn nốt cái tủ bên trái đi để mẹ lắp nốt mô hình Dragon Ball vào đấy nhở. Bên nó ra nhiều cái đẹp thần hủy diệt á. Thần mèo à. Này, đến đây là tôi đéo đọc rồi này. Đến đây tôi chịu này. Ui, con kit Goku này đẹp vậy đấy. Này, hàng tặng kèm này. Nếu như mà mua bản cao hơn thì sẽ được tặng kèm thêm một con kit này. Ô,
Sau này Goku mẹ lại còn biến thành khỉ, xong rồi lông vàng như thế này à? Wow, con này đẹp. Úi, con này đẹp vãi đái. Nhờ, con này đẹp vãi cứt này. Bé bé mà cute vậy đấy. Tỷ lệ 1 trên 6, cao 60 phân. Bộ này đẹp thì đẹp nhưng mà trông hơi vướng. Ui. Mẹ trông vào xưởng nó thích thế nhở. Hay mình nghiên cứu, bọn này nó làm kiểu đéo gì, sao nó làm đẹp thế nhở? In ít kiểu đéo gì, khuôn các thứ. Đẹp đéo chịu được. Cao 34 phân. Wow, con này cũng đẹp mà nhỏ nhắn hợp lý này. Cao có 30 phân này. Đẹp. 100. Cao 34 phân. 2 lốp. Con này khoảng 5-6 triệu. Ấy. Mẹ đỡ thế đéo nào được bộ này. Đẹp thật. Nghèo về hứa với các bạn luôn là tôi sẽ quay clip cho các bạn. Cái gì đây? Cái này trong game đéo gì nhỉ? Final Fantasy à? Đéo phải. À, Final Fantasy 7. À, bây giờ mua bộ này về có chỗ để không ta? Bộ này cũng đẹp quá. Đẹp thật. Đây này, tôi có đây. Tôi có hai con này này. Bán tặng kem này. À, đéo được, xem cái này nghiện quá. À, Beerus này nó ra theo bộ các ông ạ. Bộ đầu tiên là con Beerus. Tiếp theo nó sẽ ra con Whis. Wow, ra Goku với cả Vegeta. Bộ này cũng đẹp này. Hay là mình lại mua chọn bộ này nhỉ? 4 con tất cả. Đẹp dã man ạ. Con Whis này là con gì ta? Lego Missy phiên bản Goku à? Ừ ha. Nghe hợp lý nhở? Không, kiểu đéo gì bọn này làm cũng đẹp không ạ? Tại vì tôi là thằng chơi mô hình từ... cũng được khoảng 1-2 năm từ khi mà bắt đầu chơi là bọn SHK này nhá. Quên mẹ mà đéo quay cho các ông clip. Cái hộp của nó đóng cũng đẹp. Ở trong nó còn có dây nó thít lại hết cơ mẹ. Từng đồ một nó bọc lại mẹ. Trông nó làm cẩn thận vãi đái ra. Chi tiết in thì thôi đéo phải bàn. Bọn này 10 điểm mẹ rồi. Đéo phải quảng cáo. Nhưng mà bọn này đỉnh thật. Ui, mẹ trông lực điền vậy. Con này ở phần nào vậy? Đéo biết luôn á. Ui đéo biết thằng này luôn á. Lạ hoắc. Xấu. Ấy, bộ ma bư này, bộ này đẹp. GT ngoại truyện à? Ờ đéo đọc bộ đấy. Rồi, cái bộ này bọn nó đèn led cũng đẹp cơ. Mẹ cắm đèn lên cái đẹp dã man ạ. À. Bọn này làm cả Final Fantasy à? Ờ cảm ơn bạn mới donate nhá. Ồ, làm Final Fantasy, đéo đẹp. À, đây là bộ này của nó đây à? Ủa thôi, bộ này tôi đéo đọc, đéo mua. Tôi quyết định là không đầu tư. Bộ này tôi có rồi. Con Fize này có rồi. Ấy, mẹ, lúc nào ra mua ngay, hứa. Lê Khôi đâu nhỉ? À đây, Lê Khôi đây rồi. Nhìn bíp chua đâu nhỉ? Ơ
Thằng nhím đâu nhở, Khôi nhở? Thằng nhím nó vừa sờ chim xong mà anh. Ô thế à? Đây này. Em đây anh ơi. Đây. Đây đây. Chơi thôi anh. Chơi. Nhưng mà từ đầu anh định chơi trong game mà bây giờ đổi lại chơi ở ngoài Discord nhá, để anh em còn tức là vẫn vào game nhưng mà mình voi ở ngoài Discord để anh còn lấy được cam của bọn mày, nó không nó bị lệch tiếng đấy. Ok anh. Ok. Ê, tạm thời nhảy sang bên bộ tộc của anh cái. Ok anh. Ok. Ok nhá. Các bạn ơi, tôi test thử cái vòng quay mòng mòng một cái các bạn nhá. Nó là trong GTA. Nếu như bạn nào mà không thích xem GTA thì các bạn có thể nghỉ để tí nữa tôi qua bên Nemo để anh em chơi The Forest sau các bạn nhá. Đỗ ơi, anh Khôi không có role cho con bot anh Đỗ ơi. Cái gì? Anh Khôi không có role cho con bot anh ạ. Con bot tên là gì nhỉ? Kiểu con bot tên là gì anh Khôi kìa? Anh đợi em tí để em vào đã. Bot Khôi sao anh ạ? Bên kia thằng Huy Huế nó để là bot mõm anh ạ, cày thế. Ok à. Bây làm sao tao tìm được nhỉ? Mày nhảy vào một cái phòng ở đấy đi, mày báo tao cái. Trời ơi, sao lại phải có cam? Lúc ấy trông mà em đần lắm. Cam ngồi chơi thôi mà, có gì đâu. Chúng mày lên cam đi, để tao còn xếp cam cái đã. Hình như là cái IP hôm trước ấy chúng mày ạ. Chỉ tại vì chỉ, bây giờ chỉ còn mỗi cái server đấy thôi mà. Chúng mày kéo lên lại một tí xem nào. Bên dưới cái ảnh Hulit cộng 12 ấy. Hulit. Ơ nhưng mà ở mục nào nhỉ anh nhỉ? À ở cái cột. Cảm ơn Hiệp nhá. Ok anh ơi. Cái che dấu đúng không anh? Hả? Cái đường link đúng. Cái dấu cái ẩn đi, cái ẩn đi. Ok anh ơi. Ok, đúng rồi đấy. Chuẩn rồi đấy. Đây kìa, em ở phòng chờ nhanh nhất cái link cuối 2. Phòng chờ Lê Khôi 2. Flip slip. Rồi, mày xem tự nhảy lên đây được chưa? Ok. Đây rồi, lên được rồi anh ơi. Ok nhá. Để em bật cam nhá. Mẹ sao thằng nhím lại tên là Trang nhỉ? Trắng mà anh. À, lúc trắng quay à? Quay con đố kỳ thú với anh. Tưởng mày định giả dạng vợ tao. Tao vẫn nhận ra đấy. Cảm ơn Thắng nhá. Tao lại phải giả dạng như anh đội nhỉ? Biết đâu ấy, mà có ý đồ gì đấy. À, tuyết đây lè. Linh em vẫn yêu anh được mà. À, yêu quý anh được mà. À, thế à? Anh vào server như nào nhỉ anh nhỉ? À, F8. Uầy, hôm nay bạn em rủ đi nhậu. Em bảo là cút để bố mẹ ở nhà chơi vòng quay mòng mòng với cả anh Độ. Trời. Mẹ. Quên mẹ cái đài truyền hình ở đâu rồi. Xoay mòng mòng. Gia đình đại chiến. Gia đình đại chiến. Là mọn chiến đấy. À. Anh để tên là mép chiến ấy, nghe cho nó nhẹ. Chưa thấy gì đúng không? Đây đây. Như bạn thấy vòng quay chưa? Chúng mày vào game mày báo nhá. Ok. Chờ tí nữa đủ người đi, đủ người chơi đi rồi mình bật. Lên cam chưa nhỉ? Xếp cam cái. Em lên rồi. Đây, đây, đây. Em vào game rồi anh Độ ơi.
Lên mẹ mà cam đã mà. Em phải nhắn tin cho vợ em cổ vũ chồng mới được. Dòng sao? Tao vị trí đầu tiên đi. Em thứ ba. Thứ hai đấy. À em tưởng lượt đầu anh. À cái cam ạ. Ờ theo. Không thứ tự mà lúc mình vào ấy. Thứ tự mà lúc mình đứng ở trong ấy thì tao đầu tiên nhá. Xong rồi đến thằng. Quá. Sao anh? Từ. Đéo lấy cam được nhở? Ui, người em mất nửa người rồi, trời ơi! Ôi thứ hai nhá. Vâng ạ. Em là ID 6 nhanh nhá. Ok, đợi anh tí. Được. Em thứ ba. Thứ ba là may mắn lắm với em nhím ạ. Ba Tuesday. Đây. Mẹ Tuesday cố chấp này. Gia đình đại chiến. Uầy, em vào trước xem trước được không anh? Được, vào xem đấy. Ô, có mỗi hai người nhỉ anh nhở? Số cho hai người nhở? Đâu? Hai đội mà. Có đội 4 hay sao chứ? Đâu, đây là chỗ đứng, đây là chỗ của MC. À, MC. Còn đây bốn thằng ở bên này. Đâu rồi? Đây, bốn thằng đứng, bốn thằng đấy, bốn hay năm thằng gì đấy. À. Xong rồi lúc đầu giới thiệu là mình sẽ đi từ cánh gà đi ra là đi từ đoạn này. Đấy đi ra. Ê, ví dụ vậy dưới đây anh đội MC. Đây, đội MC ra đây. Đấy, kiểu anh nhìn bíp chua. Đấy, nhìn bíp chua. Ô, anh nhìn thôi, anh nhìn thôi. Ừ, đấy kiểu thế. Ok con ơi. Ừ. Khôi vào cho Khôi. Em vào rồi anh. Số 6. Sao bị mất hết quần áo rồi này? Ô anh cũng bị mất quần kìa. Ơ sao tao đéo kéo mày vào được nhở? Đây em này, em sau lưng anh này. Sao đéo thấy mày đâu nhở? Anh thấy em chưa, em đây này. Ơ nhìn mày thấy đang Khôi không? Em không thấy anh ơi. Ơ đéo thấy thật. Em đấm với thằng chú này. Không thấy thật. Ơ đéo thấy thật. Ok đấy, anh thấy em chưa, anh thấy em chưa? Không thấy thật. Ây ạ. Vẫn không thấy ạ. Không thấy. Không, thôi đừng không thấy thật. Không thấy thật. Ôi thật anh ơi. Từ từ em thoát vào lại. Sao thế nhỉ? Đợi một tí. À đây rồi. À đây anh thấy rồi đấy. Ồ kìa, quýt ra rồi mới thấy. Ờ. Trời. Thế đéo nào nhỉ? Ê, mình vào trong trước em ơi. Thôi đợi em. Rồi. Vào trước đây. Từ từ vào trước setup cái. Ôi, đang thay quần áo em bậy. Tí thì lộ. Ai nhở? MC à chị? MC. Hồi hộp thế nhở? Cảm ơn Tuấn Cùi nhá. À, cái trường quay là ở đây mà, trời ơi. Là sao? Cái phòng quay mỏng rồi này. Ừ thì nó là trường quay đấy. Nó là trường quay mà. Ok. Ủa? Thế đại chiến gia đình là cái gì ạ? Là cái khác ạ? Đấy thì nó có 3 trường quay. Bên này trường quay ghế nóng này. Mày nhớ ghế nóng không? À ồ. Nhưng mà lần trước không thấy mấy kia. Thì mấy cái này là mới đấy. Bây giờ cứ mở thêm phòng mới là mình sẽ làm thêm một cái phòng cửa vào nữa. Thì đây là cái trường quay của cả thành phố luôn. Hiểu không? Tất cả game show là kéo hết về đây. Ồ. Đi đỉnh anh ơi. Đây rồi. Em đầy đủ quần áo này. Ok à, đi. Đây. Rồi. Nào. Bắt đầu thôi. Uầy, vào là chơi luôn đấy à? Chưa, từ còn setup lại hết ạ. À. Uầy, ý mày, anh em mỗi người một cái máy quay đi. Thảo ơi. Sao bên kia, sao bên kia? Thảo. Ôi à, em đây, nhưng em đang thách quần áo. Thả
thấy đi, có làm sao đâu. Anh bảo này, vào Discord đi, chơi vào Discord đi, không thì nó bị lệch tiếng đấy. Vâng, em vào Discord, nhưng mà cho em mấy phút em thay quần áo phát, chưa thấy quần áo á. Ừ, thay đi. Độ chơi mở cái ba lô đúng không anh Độ? Ba lô làm đéo cái cởi trần đeo ba lô ăn cứt à? Anh Độ ơi, đài truyền hình này cũ quá này, máy móc cũ quá. Ủa, anh Độ nuôi mèo à? Chúng mày có cần thay quần áo không? Ừ, cũng được anh ạ. Thay em biết ở lên... không thì em không nghe thấy MC. Em biết ở lên truyền hình. Ờ, mày vào đi con luôn đi. Vâng, vâng. Mày có quần áo lịch sự mặc anh ạ. Đúng rồi, trông cho chuyên nghiệp đi. Năm giờ là ID 7 rồi. Đấy, thay đây. Ok á, biến mẹ thành con gái rồi. Ok á, sao em lại thành bà già rồi? Trời ơi, mày chọn cái bên trên, mày đừng chọn cái dòng đấy. Dòng ấy mày chọn cho anh là cái free modem là được rồi. Free modem, chết trời. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Cái gì đấy? Ơi. Bây giờ em bảo này, anh Khôi bấm dấu X đi. Anh Khôi bấm dấu X xong hủy, rồi... Hủy ra đã để đi. Tao ấy lại cho. À đây, được rồi. Rồi, đấy, lại đi. Rồi. Xin anh đây. À, quần áo đây. Ui, mẹ mình trông như cái chăn thế này. Sập gym. Thời tiết này như hơi lạnh hay sao? Ý mặc bộ gì anh nhịp ơi? Không biết anh ơi, em đang tìm đã. Ủa, anh em mới lên chương trình thì anh em mình phải mặc vest trông cho chuyên nghiệp em ạ. Vest à anh? Ừ, mặc vest đi. Ủa, cái này là cái gì khăn quàng? Vest nào trông kiểu hip hop tí không nhỉ anh nhỉ? Ờ, không. Vest thì còn đòi hip hop, khó. Tao cũng phải kiếm cái áo đẹp đẹp mới được. Ủa, nhưng mà trường quay nóng quá anh ạ, em mặc vest nhưng mặc quần đùi được không? Cũng được. Tí nữa che phần dưới thì có nhìn thấy đéo đâu. Nhìn cái bục cho em nó che hết à. Ui áo trông đáng yêu không này. Blueberry này. Ê nhìn ơi, có cái áo này trông hip hop này. Anh ơi, đó. Anh nhắn của em chưa? 631 chưa, tin nhắn gì à Thảo ơi? Em nhắn tin qua Facebook ấy à. Cái biểu mẫu nó lỗi anh điền. Vãi cả cứt à. Mẹ giờ lại đi điền lại. Không, nhưng mà phải nhắn tin ở đây cho cái chat thì anh này chỉ cần 2 mục thôi. Thôi, không cần đâu, không cần điền đâu. Ôi à. Không cần đâu. Nhưng mà chơi là mẹ anh là anh Độ kia là Khôi á, không chơi theo role trong game nữa nhá. Thảo ờ, em biết rồi. Ừ, thế thôi, không cần đăng ký đâu, bọn anh cần đéo đăng ký. Mày biết quá rõ bọn anh rồi. Không, em chả biết gì, mình là người xa lạ. Ê, MC lại không tìm hiểu người chơi gì cả. Chị xinh rồi, em tìm hiểu rồi, tí nữa em sẽ hỏi anh ấy. Ok, ba người phải hỏi đều chứ. Ủa, áo trong làm sao để cho đỡ rách nách nhỉ? Cái đấy là tay đúng không? Hỏi em nữa. Vâng, vâng, tay anh ạ. Em không biết gì đâu. Tí nữa em sẽ bị hỏi nhiều nhất. No. Thực sự là mẹ loanh quanh có mỗi mấy cái áo luôn ấy. Trời ơi, em đâu không có quần áo mặc ý. Rồi, trông cũng mẹ đi biển phết đấy. Anh xong. Ồ, anh nhanh thế. Thế thôi mẹ. Chưa xong, em chưa xong, từ từ. Anh... Ừ, thì ăn mặc như anh trông trẻ trung nhỉ? Ừ. Mày trông như thằng dở hơi. Ô. Mày điều tra vụ án nào ở đây đây? Hải Nhiên. Ô mày đồ ơi, sai Hàn Quốc đây nọ. À à, thắt lưng keo vì luôn à? Vâng. Trông ngu đéo chịu được. Này, Thảo ơi. Em đây. Có cần gọi khán giả vào không nhỉ? Có câu hỏi nào cho khán giả không nhỉ?
có mình có thuê khán giả rồi vậy. À có khán giả rồi thì đây à? Khán giả đây à? Chưa thuê được anh ơi, chưa thuê được anh ạ. Ok á. Có khán giả nhớ anh không trả lời được thì khán giả phải trả lời. Mẹ mày khinh thường bọn tao, câu đéo là bọn tao chả trả lời được. Anh chắc nếu mà anh không trả lời được thì phần thưởng dành cho MC. Em sẽ lĩnh tiền thưởng luôn. Hay là nếu mà mọi người không trả lời được thì em sẽ trả lời. Ỉ khó thế. Đéo khó đến mức đấy đúng không? Mày khinh thường trí thông minh của bọn anh uống sữa từ bé. Đấy thì mọi người cứ tự tin đi. Uống Elin từ nhỏ. Tự tin là tốt anh ạ. Tự tin là tốt. Chung em chung à đuổi thế nhở? Mẹ à, mình cũng đợi chúng mày thay quần áo, chắc là thằng Tùng nhà tao lấy vợ mất á. Không, em xong rồi, em còn dày. Xong rồi. Ủa, có cả khách quà kìa chím. Mẹ trông tèo từng xưa. Bội quá. Thôi không kịp. Ok kệ. Đấy. Đâu quá anh Khôi ơi. Được không? Thôi tạm thế này đi. Mình nhìn phần trên chứ mình có nhìn phần dưới nó mà sợ. Đấy, đứng đây trên sóng là đẹp dài rõ luôn. Ok à, đi. Ok rồi okay, anh okay. Ơi. Theo đúng vị trí nhá. Ê, có cần giới thiệu bọn anh vào không hay là bọn anh cứ vào đứng luôn đấy? Vâng, bọn anh đứng luôn. Ừ, đứng luôn đi. Ê, em cũng vào bây giờ đây, em còn cái quần nữa. Sao khán giả mỗi một người thế? Anh Khôi có muốn đông không anh Khôi? Vui thế đấy. Đông vui nhá. Ủa, vào như nào? Được. Tham gia người chơi 1. E sao? Người chơi 3. Sao E đéo được? Em E được rồi. E người chơi 2. À E người rồi, chơi 1. Từ từ nhá, chúng ta check lại mấy cái cam đi. Số 1, 2, 3 là cam đấy. 1 này, 2 là cam mày này, 3 là cam thằng nhím này, 4 là 4 cam được. Tổng này, 5 là cam vòng xoay này, 6 là cam bảng này, 7 là cam okay, tổng. Rồi ok này. Thử bấm chuông này. Quá. Đã vào vòng đâu anh? À thế à. Mày, anh háo hức quá. Uầy, nhiều cam xịn thế nhở? Em thấy để cam 5 là hợp lý này. Uầy, thế cái giá trị trong này là tính như nào anh? 1.700 với các thứ này. 700 điểm tương đương với cả 70. Wow. Nghĩa là mày mà được khoảng 5.000 điểm là mày được 5 lốp mặc về đấy. Ui. Cày có đéo nữa. Cày cả thận vào mất cụ mấy điểm. Lúc dùng kiến thức để kiếm tiền rồi. Em trên thông thiên văn giấy cường địa lý đấy. Nhìn được kịch bản, bạn cho tôi xin lại cái kính với. Ở kìa. Tôi quên mất cái kính. Đây. MC hơi cận. Bạn ơi, tôi xuống lòng đất rồi bạn ạ. Ok à. Mẹ, đứng mỏi hết chân rồi đấy. Anh yên tâm, mình chuẩn bị tâm lý đi. Được chưa? Lại bạn ơi, tôi chưa lên, cho tôi lại. Tôi lên bằng quét rồi, nhưng bạn cho tôi lại. Cho tôi lại đi. Đợi MC thay quần áo, chắc là thằng Nhu Nhi nó lấy vợ rồi anh ạ. Ông em xong rồi, Đấy, rất nhanh thôi. MC không có cam, các bạn thông cảm nhá. Bao giờ chương trình này quay toàn vào mất điểm không nhỉ? Đây, em xong rồi. À, thế thì anh chắc anh không biết ở trên văn phòng có bạn tên Thảo đấy, bạn ấy quay liên tục 2 lần vào ô mất điểm đấy. Ui giời, thử thách mất lượt nhân đôi tỷ lệ ông ta chia điểm. Ui, làm mình đang có 5.000 điểm, mình nhân đôi phát là được 10.000 điểm là cầm 1 triệu mang về đúng không? Wow. Ơ, anh có được nhân đôi đâu ạ? À? Anh nhân đôi ở vòng nào ạ? À? Ờ thì ví dụ đây ông có ô nhân đôi này, kìa. Có ô nhân đôi này. À, ý là anh vào ô nhân đôi á? Ừ. À vâng, đúng rồi, chính xác anh ạ. Ừ, ok. Ui. Vâng, các thí sinh của chúng ta hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng ạ. Chương trình sẽ bắt đầu sau ít phút nữa. Sẵn sàng kìa. Rồi, sẵn sàng rồi anh ơi. Sẵn sàng. À chị ơi. Chơi đi chị ơi. Chương trình của mình có biết là có khán giả không bạn nhỉ? À từ đợi tí, tao đổi cái khung chat sang member đã, không tí người ta spam đáp án đấy. Không ngoài ý thức không chơi spam đáp án nhá. Spam mẹ em không nhìn luôn. À thế à?
Sao không tắt luôn đi? Vẫn để mẹ mày luôn đi. Ừ, để em đéo. thằng này lộ. không nhìn, anh yên tâm. Không spam nhá. Sẵn sàng bảo tôi nhá. Sẵn sàng. Vâng, các thí sinh của chúng ta sẵn sàng. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu vào với bắt đầu chương trình và máy quay sẵn sàng. Ok. Sẵn sàng. Ok, ô chữ sẵn sàng. Ok chị ơi. Ok. Wow, mẹ nhạc bừng bừng thế nhở? Chào mừng quý vị và các bạn đến với game show Vòng Quay Mòng Mòng, số đầu tiên được phát sóng trên kênh truyền hình VCTV. Tôi là MC Judy, đồng hành cùng với tôi ngày hôm nay sẽ là người mở ô chữ Amoy cùng sự xuất hiện của ba người chơi. Người chơi ở vị trí số 1, anh Đỗ Misi. Người chơi ở vị trí số 2, anh Lê Minh Khôi. Và người chơi ở vị trí số 3, anh Trần Thái Linh. Rất vui khi có sự tham gia của các anh tại chương trình lần này. Hy vọng là chúng tôi có thể mang tới những giây phút thoải mái, những màn so tài thú vị cho các khán giả đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Và ngay bây giờ, không chờ đợi lâu, hãy đến với vòng chơi đầu tiên, vòng đoán nhanh. Ô, ô. Cắt cụt thế. Ờ, cụt thế nhở. Bà chị MC ơi. Dạ. Sao chị ấy bảo em ngồi bệ xí là sao? Em có bảo anh ngồi đâu ạ. Em bảo lúc nào nhỉ anh nhỉ? Vừa xong chị bảo ngồi ở bệ xí thứ hai là anh Lê Minh Khôi. Ô, em bảo là ngồi ở vị trí số 2. Anh cần nghe rõ để sau này có thể nghe được câu hỏi ạ. Em xin lỗi chị nhá. Vâng, anh cứ thế này là chốc nữa là tôi đoán là anh sẽ khó khăn trong việc trả lời câu hỏi đấy anh Lê Minh Khôi ạ. Vâng, nhưng mà không vâng, sao tôi sẽ chúc anh may mắn. Và vâng, tôi sẽ giải thích cái luật chơi ở vòng đoán nhanh này. Ở vòng chơi này, từng chữ cái trong từ khóa được chương trình đưa ra sẽ lần lượt xuất hiện trên màn hình phía bên trái của các bạn. Người chơi sẽ bấm chuông giành quyền trả lời liên tiếp cho đến khi có câu trả lời chính xác. Nếu trả lời đúng, bạn nhận được 100 điểm. Đến khi hiện hết các chữ cái mà không có thí sinh nào đưa ra được câu trả lời chính xác thì chúng ta sẽ chuyển đến từ khóa tiếp theo. Không biết là các thí sinh đã nghe rõ luật chơi của vòng đoán nhanh này chưa ạ? Uầy, thế thành ra đoán đúng được có 10.000 à? Ờ, thế khi nào được quay hả chị? Vòng đây là vòng chơi tích tiểu thành đại, có nghĩa là khi mà các anh khởi đầu với một số điểm tương đối thì các anh sẽ có lợi thế trong vòng thi tiếp theo. Vòng tiếp theo sẽ là vòng quay, cái vòng quay này. Mình trả lời bằng cách bấm chuông hả chị? Đúng rồi, ở vòng này các anh sẽ bấm chuông để giành quyền trả lời sau khi ô chữ của chúng ta bắt đầu hiện lên. Chị cho em thử chuông cái. Vâng, các bạn thử chuông đi ạ. Ok chị. Tôi thấy chuông của ba anh hoạt động rất là tốt. Ok. Vậy thì, em đã bấm đâu mà chị bảo của em tốt. Em chưa bấm, em thề chưa bấm thật. Tôi quên mất là anh Khôi đang ngồi vị trí số 2. Tôi tưởng chương trình chỉ có hai người chơi thôi. Xin lỗi anh Lê Minh Khôi nhé. Đây em bấm lại này. Ok này. Vâng, chuông của anh chuẩn. Và thế thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Chung. Ô chữ đầu tiên ở vòng chơi này gồm 10 chữ cái. Đây là một giải thưởng được trao cho những tác phẩm điện ảnh, vai diễn cũng như các hạng mục khác liên quan đến điện ảnh được coi là dở nhất trong năm của điện ảnh Hoa Kỳ. Bấm luôn. Ô, anh Lê Minh Khôi đã bấm luôn. Mặc em bấm luôn. Chưa hiện chữ rồi. Chưa hiện chữ, anh đã bấm luôn. Em biết luôn rồi. Vâng, giải thì mâm xôi vàng. Anh đã đưa ra câu trả lời và câu trả lời của anh Khôi chính xác. Đây chính xác. Ôi trời ơi. Ôi trời, dễ thế nhỉ. Trời ơi. Tưởng là tí nữa luôn ô chữ. Mình đã được bấm rồi. Chị trả lời đi gì cả. Chính dễ quá. Đặt xong câu hỏi mới được bấm thôi. 100 điểm đầu tiên đã dành cho anh Lê Minh Khôi rất nhanh. Nếu mà có cái gọi là bonus thêm trước khi hiện chữ thì tôi cũng sẽ dành cho anh. Nhưng rất tiếc là anh chỉ nhận được 100 điểm thôi. Tức là như này nha chị. Lúc nào chị đọc xong câu hỏi thì em mới được bấm đúng không? Đúng rồi ạ. Thế chị đọc xong chị phải có hiệu lệnh là hết hay là như đúng nào? Ờ đúng rồi. Chứ. Đúng. Chị phải có hiệu lệnh để bọn em biết là được bấm chứ. Đúng. Được. Thế thì sau khi tôi học xong câu hỏi tôi sẽ nói là bắt đầu thì các anh mới được bấm chuông. Okay. Ok. Thế 100 điểm này là anh Khôi vẫn nhận được. Ôi nhận chứ. Em xin nhá. Em xin chương trình. Em xin. Đến câu hỏi thứ hai. Rất chị dễ ạ. Khó hơn đi. Rõ dễ quá. Các thí sinh thấy đang rất là dễ đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai. Nhưng mà có ai biết cái giải mâm xôi vàng này thêm thông tin chi tiết không ạ? Có anh nào hiểu biết về giải mâm xôi vàng không em. ạ? Vâng, mời anh Đỗ Misi. Thưa chị MC, là đây là giải thưởng được trao cho những tác phẩm điện ảnh, vai diễn cũng như là các hạng mục khác liên quan đến điện ảnh được coi là dở nhất trong điện ảnh của Hoa Kỳ ạ. Ui giỏi quá bắt đầu. Đỉnh. Vâng, không sai một chỗ nào. Hiểu biết thực sự đây. Trời ơi, chương trình sắp tới mà tôi gặp người khó thế này.
Vâng, và người nhận được cái giải thưởng mâm xôi vàng này thì sẽ được trao tặng một cái mô hình là có hình quả mâm xôi màu vàng gắn trên đế nhựa. Mô hình này chỉ có giá khoảng là 4,89 đô la Mỹ thôi ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với là anh định tính ra tiền Việt ạ? Tôi tính không nhầm thì nó rơi ở đâu đấy khoảng hơn lốp. Vâng, đấy ạ. Nói chung là dở thì nó cũng hơi bèo ạ. Thế thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 2 của chúng ta là một ô chữ gồm 14 chữ cái. Ủa dài thế. Đây là tên của một show truyền hình về trí tuệ dành cho các bạn sinh viên đã từng chiếu ở Việt Nam. Thời gian. Lỗi rồi. Anh ơi hơi nhanh, thì anh có muốn trả lời không hay là tôi lại xí xóa sang lần này? Em phải hỏi hai anh còn lại là có cho em trả lời không chứ. Tôi nghĩ là cứ phải theo đúng luật chứ làm không, sao. Nhưng mà các anh có thấy là bây giờ tôi đọc xong câu hỏi các anh bấm luôn là rất là hợp lý không ạ? Nhưng mà biết đúng không, chị đọc xong đâu, chị đọc như chị phải có hiệu lệnh. Đúng rồi. À, thế thì lần này là anh không được tính, tôi sẽ đọc lại cho mọi người bấm chuông lại. Ok anh. Ok. Đọc xong là bấm luôn, đọc xong là bấm luôn. Xong bấm luôn. Thế là không có bắt đầu nha các anh nhá. Ok. Ok. Đây là tên của một show truyền hình về trí tuệ dành cho các bạn sinh viên đã từng chiếu ở Việt Nam. Em bấm trước. Em bấm trước. Anh Độ Missy đã là người bấm trước anh Khôi ạ. Em bấm trả lời luôn. Vâng, xin mời. Đây là chương trình Rung Chuông Vàng. Trời ơi. Câu trả lời chính xác. Anh giành được một chút tiền đầu tiên. 10.000. Không nói nhiều. Tôi cũng không nghĩ là anh lại có sự hiểu biết mà nhanh chóng đưa ra câu trả lời khi trước câu chuyện nào hiện lên như vậy. Bài hát của chương trình này luôn. Bên kia đỉnh dốc người ta đồn thế thôi. Chị biết bài này không? Vâng, anh thật là hiểu biết đấy ạ. Tôi cũng rất là bất ngờ với việc anh đưa ra được câu trả lời khi mà chưa có một ô chữ nào hiện lên. Anh hát thêm được không anh? Ở bên kia chỉ là đỉnh núi. Xong gì nữa ấy, tôi quên mất rồi. Không sao, nhưng đấy là một câu trả lời chính xác và anh đã nhận được 100 điểm. Ok, chị dễ thế nhở? Là một cái cuộc thi kiến thức dành cho các bạn sinh viên với lượng người chơi là 100 người mỗi show. Và lần phát sóng cuối cùng của game show này trên kênh VTV3 là vào ngày 6 tháng 11 năm 2011, sau 6 năm gắn bó với khán giả. Hy vọng là chương trình vòng quay mòng mòng của chúng ta cũng sẽ gắn bó được với khán giả một thời gian tương đối như chương trình Rung Chuông Vàng ạ. Ok. Mặc dù bây giờ mới là số đầu tiên. Vâng, và ô chữ số 3 gồm 18 chữ cái. Ui dài thế. Đây dài là thế. Bộ phim điện ảnh kinh dị của Việt Nam được ra mắt vào năm 2012. Phim gì nhỉ? 2012 à? 2012 là phim gì một nhỉ? Một bộ phim điện ảnh kinh dị. Xin mời người chơi vị số 3, anh Trần Thái Linh. Em bấm nhầm ạ. Ok. Anh này trừ điểm. Vâng ạ, thế thì các anh lại chương trả lời câu hỏi ạ. Vâng, xin mời các anh suy nghĩ. Mẹ, phim gì đây? Phim gì tên đấy? Rất là dễ thôi ạ. Lòng lợn này. Rất nhiều chữ đã hiện lên ạ. Lòng quấn đuôi. Ngan. Lòi. Em chính xác, 100 điểm. Tiếp theo dành cho anh Khôi. Xem một lốp ra rồi, vợ ơi. Vâng, đây là một bộ phim kinh dị Việt Nam do đạo diễn Bùi Thạc Chuyên thực hiện, lấy cảm hứng từ truyện ngắn Huyết Đằng của Phạm Hải Anh. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên Du Dương, Thành Lộc và rất nhiều các diễn viên nổi tiếng khác. Vâng, các anh thấy không ạ? Tất cả những câu hỏi của chương trình thì trải rộng trên rất nhiều các kiến thức và hy vọng là các anh sẽ tiếp tục giữ vững được phong độ này. Và anh Trần Thái Linh hãy cố lên ạ. Bây giờ sẽ là câu hỏi số 4. Hy vọng là lần này anh sẽ giành được điểm cho mình. Dạ vâng. Ô chữ số 4 là một ô chữ gồm 12 chữ cái. 12 chữ. Đây là tên trận thủy chiến đã đi vào sử sách với kế sách cắm cọc nhọn vô cùng nổi tiếng. Ui dồi ôi, chậm rồi. Vâng, xin mời anh Trần Thái Linh ạ. Tôi nghĩ là sông Bạch Đằng. Câu trả lời của anh chưa chính xác. Vâng, tôi mời anh Khôi ạ, không cần chữ hiện ạ. Em xin đoán là trận Bạch Đằng. Vâng. 100 điểm nữa. Ôi giời ơi. Dành cho anh Lê Minh Khôi. Mẹ, tôi tặng
Chỉ một chút nữa thôi là anh Trần Thái Linh đã giành được điểm đầu tiên, nhưng mà chỉ là một sai lầm rất nhỏ đã mang sự số điểm này dành cho anh Lê Minh Khôi. Chúc mừng anh. Yes. Trên sông Bạch Đằng thì đã diễn ra 3 trận chiến vô cùng quan trọng trong lịch sử. Nhưng mà trận Bạch Đằng năm 1938 là một trận đánh giữa quân dân Tĩnh Hải do Ngô Quyền lãnh đạo đánh với quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Kết quả là người Việt giành thắng lợi lớn nhờ kế sách cắm cọc nhọn dưới lòng sông Bạch Đằng của Ngô Quyền. Và đây là một trận chiến vô cùng nổi tiếng. Nó đánh dấu cho việc chấm dứt hơn 1.000 năm Bắc thuộc của Việt Nam ạ. Và chúng ta sẽ đến với ô chữ số 5, ô chữ tiếp theo. Đây là một ô chữ gồm 13 chữ cái. Lẻ thế. Là tên một ca khúc được thể hiện trong bộ phim Mắt Biếc do ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh sáng tác. Phim gì? À quên nhạc. Vâng, tôi xin mời anh Độ Missy ạ. Chết mẹ rồi, em nghĩ là bài Có Chàng Trai Viết Lên Cây nhưng em thấy ô chữ hơi ngắn chứ ạ. Vâng, vậy là chưa chính xác rồi ạ. Thời gian tiếp tục. Từ đó là khúc... Cái gì nhở? Bài gì nhở? Cho người... Ờ, đúng bài đấy đấy, đúng bài đúng, đấy đúng đấy. Đúng bài đấy rồi đấy, bài tên gì nhở? Cho bài ca... Anh đang bị bấm chuông ạ. Vâng, xin mời anh Trần Thái Linh. Tôi chỉ muốn nói. Câu trả lời chính xác, một trận điểm đầu tiên dành cho Trần Thái Linh. Đùa thế, đùa đâu chịu được. Ê, mày hát một bài mày trả lời một bài là như nào? Ơ chị MC cho tôi hỏi có phải cái bài mà tôi vừa hát là bài tên chỉ muốn nói này không? Không. À, không phải đâu anh ạ. À, nhưng mà anh hỏi thế thực ra lộ ra nhỡ tôi lại không biết bài này. Nhưng okay. Tôi có một vài thông tin đây gửi đến các anh về cái bài Tôi Chỉ Muốn Nói này. Thì nó là một bài hát xuất hiện trong buổi hội trại khi Ngạn tìm đến hội trại với hy vọng gặp được Hà Lan. Giai điệu đầy lạc quan cũng như tình yêu thủa niên thiếu của Ngạn và Hà Lan. Những tưởng có thể kéo một đời nhưng cuối cùng lại chấm dứt trong nước mắt và nỗi day dứt của cả hai bên. Vâng, mẹ, bài hát tôi chỉ muốn nói ạ. Phim chưa xem mà. Em xem phim này rồi. Em xem phim này rồi anh ạ. Cái bài như nào ạ, Nhím? Tôi chỉ muốn nói là mất của người chờ. Em không chưa thuộc lời. Em xem phim mà anh. Như sai bài thôi. Sai. Nhưng mà em xem phim. Nhưng em biết là bài này ạ. Hay đến với câu hỏi tiếp theo. Sau 5 câu hỏi đầu tiên thì hiện tại điểm số của chúng ta cũng không có sự chênh lệch quá nhiều. Anh Lê Minh Khôi dẫn đầu với 300 điểm và đồng 100 điểm là anh Độ Missy cùng anh Trần Thái Linh. Và bây giờ sẽ là một ô chữ tiếp theo, ô chữ số 6 gồm 10 chữ cái. Đây là tên môn thể thao mà người chơi sẽ thi đấu ở trên sân băng. Em bấm trước. Ôi, vâng, xin mời anh Độ Missy ạ. Em xin đoán là môn khúc côn cầu. Trời. Anh đoán câu trả lời chính xác đi ạ. Hãy cho tôi câu trả lời. Ở đây khúc côn cầu. Đúng luôn nè tè. Vâng, tè. Khúc côn cầu. Nhưng mà lần sau thì chúng ta bỏ cái từ môn thì cho nó chính xác hơn anh ạ. Chỉ trả lời đúng cái trọng điểm của câu hỏi thôi ạ. Ok vâng. Chị. Ok. Thế không vâng, anh giành được 100 điểm. Rõ ràng em bấm trước cơ thể. Chuông hỏng này tôi thề. Vâng, anh Đỗ Minh đã giành được 100 điểm. Cảm ơn chị. Khúc côn cầu trên băng hay còn gọi là ice hockey là một môn thể thao đồng đội chơi trên băng, trong đó người tham gia sử dụng cây gậy của mình để đánh bóng vào lưới đối phương. Đó là một môn thể thao vận động với tốc độ di chuyển nhanh. Khúc côn cầu trên băng phổ biến nhất trong các khu vực đủ lạnh để tạo thành lớp băng theo mùa với độ cứng, an toàn một cách tự nhiên. Vâng. Và tiếp theo đây sẽ là ô chữ số 7. Ô chữ số 7 gồm 14 chữ cái. Đây là tên một thiết bị cá nhân bảo vệ người lao động dùng trong bảo hộ lao động. Ồ. Cái gì nhở? Thì nhiều A thế nhở? Chân. Chân tay miệng. Tha. Thật. Thật. Tha thu. Thật. Thông. Thật thà chính xác. Thật thông. Thật lòng. Thật là. Em biết. Vị trí số 3. Vâng, anh Trần Thái Linh. Em nghĩ là thật. À, nhầm, thắt lưng an toàn. Thắt lưng an toàn là câu trả lời cuối cùng của em. Vâng, câu trả lời thắt lưng an toàn chính xác. Yes. 100 điểm dành cho anh Trần Thái Linh. Trời ơi. Vâng, đây là một thiết bị giúp người sử dụng giữ được cơ thể cân bằng khi làm việc ở trên các tòa nhà cao tầng cách mặt đất hàng chục mét.
Vì vậy đây là thiết bị hoàn hảo cho người lao động. Dây đai bảo vệ sẽ giúp bảo vệ công nhân lao động trong quá trình làm việc trên cao, hạn chế sự trượt tay trượt chân cũng như các động tác dẫn đến trượt ngã, nhằm bảo vệ tính mạng tuyệt đối cho họ. Vâng, đây là một cái thiết bị vô cùng là quan trọng trong lao động đấy ạ. À vâng. Và ô chữ tiếp theo là ô chữ số 8, ô chữ gồm 11 chữ cái. Đây là tên một lễ hội thường được tổ chức ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ. Ui, lễ hội gì nhỉ? Lễ hội chắc chắn liên quan đây là đến chữ lễ biển hội rồi, trên là chữ lễ hội rồi. Đúng rồi, lễ hội gì đấy đây. Ok. Vâng, xin mời anh ạ. Bấm trước mà đúng không? Em bấm trước mà đúng. Không, anh Trần Thái Linh bấm trước ạ. Xin mời anh Trần Thái Linh ạ. Chữ E ở đây em nghĩ là chữ lễ này. Còn chữ A kia là lễ hội cầu mưa. Ui. Vâng, câu trả lời chưa chính xác ạ. Vâng. Vâng, xin mời anh Lê Minh Khôi ạ. Em nghĩ là lễ hội đánh cá. Câu trả lời chưa chính xác, thời gian tiếp tục em. ạ. À vâng, xin mời anh Độ Minh Di ạ. Lễ hội bắt cua. Ôi, vẫn chưa phải ạ. Ok. Ok. Câu trả lời của anh là tôi khá bất ngờ, nhưng không sao, thời gian tiếp tục ạ. Em. Vâng, xin mời anh Khôi ạ. Em nghĩ là lễ hội cầu ngư. Lễ hội cầu ngư là một câu trả lời chính xác. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Vâng. Tôi thấy khá là bất ngờ với câu trả lời là lễ hội bắt cua của anh Độ ạ. Tôi định trả lời là bắt tôm nhưng mà tôi nói nhầm. Thế là lễ hội cầu ngư. Lễ hội cầu ngư hay còn gọi là lễ hội cá ông là nét đẹp văn hóa của ngư dân các làng chài ven biển Nam Trung Bộ. Lễ hội tái hiện lại một cách sinh động phong tục truyền thống thờ cúng cá ông theo những truyền thuyết mang đậm nét văn hóa dân gian. Vào tháng giêng hàng năm, lễ hội sẽ được ngư dân tổ chức với mong muốn cầu cho một vùng trời yên biển lặng, tôm cá đầy khoang ạ. Ui. Và anh Khôi đã giành được 100 điểm cho câu trả lời chính xác này. Bổ ích. Ok đấy anh ơi. Chúng ta sẽ còn hai câu hỏi nữa thôi. Hy vọng là anh Độ Misi cùng anh Trần Thái Linh hãy cố lên vì điểm số vô cùng sát nhau ạ. Ô chữ thứ 9 gồm 8 chữ cái. Ui. Đây là tên một loại hiện tượng thiên tai. Vâng, xin mời anh Trần Thái Linh ạ. Em nghĩ là sóng thần. Ui đúng rồi. Câu trả lời chính xác, 100 điểm cho anh Trần Thái Linh ạ. Nhanh thế nhỉ? Đúng được gì? Let's go. Đúng là vòng thi đoán nhanh, tôi thấy tốc độ đoán chữ của anh quá nhanh ạ. Đỉnh thế à? Vâng, sóng thần là một loạt các đợt sóng tạo nên khi một thể tích của nước đại dương bị chuyển dịch chớp nhoáng trên một quy mô lớn, động đất cùng những dịch chuyển địa chất lớn bên trên hoặc bên dưới mặt nước, núi lửa phun và va chạm thiên thạch đều có khả năng gây ra sóng thần. Đây là một loại hình thiên tai mà cho đến nay con người vẫn chưa thể tìm ra giải pháp để dự báo hoặc là biết trước được. Hậu quả tai nạn của sóng thần có thể ở mức cực lớn, nó tàn phá cuốn trôi nhà cửa, xe cộ, cơ sở vật chất và nhấn chìm hàng trăm ngàn người chỉ trong vài giờ trong nước thôi ạ. Vâng, và hiện tại số điểm rất san sát, 200, 300 và 400 điểm. Chỉ còn một câu hỏi nữa thôi ạ. Và đây sẽ là ô chữ cuối cùng của vòng đoán nhanh. Ô chữ cuối cùng của vòng đoán nhanh, ô chữ số 10 gồm 13 chữ cái ạ. Đây là một trong những nguyên nhân gây ra sự phá vỡ cân bằng hệ sinh thái cũng như ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống con người. Em! Ui, nhanh thế! Ôi, rất nhanh ạ. Xin mời anh. Em nghĩ là ô nhiễm môi trường. Ô nhiễm môi trường. Sai rồi! Chưa chính xác. Ô. Đấy, sai rồi. Rất gần rồi ạ. Rất gần rồi ạ. Anh Độ BC ạ, anh cố lên ạ. Em! À không, được chưa? Vâng, xin mời anh Trần Thái Linh ạ. Thôi ạ, giờ đợi ở hiện tiếp đi ạ. Vâng, hãy tiếp tục đi. Em vừa đoán nhầm rồi. Vâng. Rất gần với câu trả lời. Em bấm trước. Đúng ạ, xin mời anh Đồng Mi đi ạ. Em nghĩ là ô nhiễm ánh sáng. Ui. Câu trả lời chính xác. Ô nhiễm ánh sáng. Vâng, 100 điểm dành cho anh Độ Misi. Rất căng thẳng. Không, anh không biết là anh Độ Misi có hiểu gì về cái ô nhiễm, hiện tượng ô nhiễm ánh sáng này không ạ? Theo những gì em hiểu thì ô nhiễm ánh sáng là nó gây ra hiệu ứng nhà kính, không tốt cho môi trường một tí nào cả. Đấy, em chỉ hiểu thế thôi. Vâng, ô nhiễm ánh sáng thì xảy ra do sự hiện diện, những hành động của con người và các loại hình ánh sáng nhân tạo trong môi trường ban đêm nó càng trở nên trầm trọng hơn do sử dụng ánh sáng quá mức, sai hướng hoặc gây khó chịu.
Nhưng ngay cả ánh sáng được sử dụng cẩn thận về cơ bản cũng làm thay đổi điều kiện tự nhiên, là một tác dụng phụ chính của quá trình đô thị hóa. Nó được cho là gây ảnh hưởng đến sức khỏe, phá vỡ hệ sinh thái và làm hỏng môi trường thẩm mỹ ạ. Ô nhiễm ánh sáng này nó đến từ rất là nhiều yếu tố, từ yếu tố tự nhiên cũng như là yếu tố nhân tạo ạ. Không phải hiệu ứng nhà kính ạ. Thế thôi. Vâng, và vừa rồi đó chính là ô chữ cuối cùng của vòng đoán nhanh lần này. Đúng là vòng đoán nhanh. Tốc độ các anh đưa ra câu trả lời vô cùng là nhanh đến nỗi mà tôi cũng không nghĩ là chưa kịp hiện chữ mà các anh đã đoán được rồi. Không biết là các anh đã chuẩn bị nhiều cho phần thi này chưa ạ? Xin mời anh Khôi ạ. Em chả chuẩn bị gì chị ạ. Lúc đấy cái ô này là 13 ô mà thấy cái gì mất cân bằng là em định đoán là đẻ toàn con trai. Nhưng hóa ra nó không phải, nó lại là ô nhiễm ánh sáng. Đấy. À thế ạ. Em biết đấy là mong muốn của anh đúng không ạ? Anh nói lên mong muốn lòng mình đúng không ạ? À, vâng. Vâng. Và sau cái vòng thi này thì số điểm hiện tại của mỗi người chơi như sau. Người chơi ở vị trí số 1 anh Độ Misi có 300 điểm. Người chơi ở vị trí số 2 dẫn đầu là anh Lê Minh Khôi với 400 điểm. Và người chơi ở vị trí số 3 anh Trần Thái Linh có cho mình 300 điểm. Xin chúc mừng các anh. Cần thế nhỉ? Vâng ạ. Và trước khi mà chúng ta sẽ tiếp tục đến với những vòng thi tiếp theo thì chúng ta hãy giao lưu một chút với người đang dẫn đầu cuộc thi ngày hôm nay, anh Lê Minh Khôi. Em à? Mày quá không dẫn đầu. Vâng, anh Khôi không biết là đến với chương trình có thể gửi đôi lời giới thiệu cũng như về bản thân, nghề nghiệp, công việc cho mọi người được biết được không ạ? À, vâng. em xin gửi lời chào trân trọng nhất tới chị MC, anh chỉnh máy quay, hai người chơi đồng hành cùng với cả tất cả các bạn khán giả trong ngày hôm nay. Hôm nay là một buổi tối ngày 25 tháng 2 năm 2023. Bây giờ là 11 giờ 35 phút. Em xin hết ạ. Vâng ạ, không biết là hiện tại thì anh Tưng vừa nghe anh nói là mang tiền về cho vợ là quý anh đã lập gia đình rồi đúng không ạ? Dạ vâng ạ, em mới cưới đợt tháng 5 năm ngoái ạ. Em không biết là trong cái anh sau khi đã lập gia đình thì cái cuộc sống của anh có thay đổi nhiều không ạ? Em bị quản lý nhiều hơn, bị mắng nhiều hơn, thỉnh thoảng bị đánh nữa. Nhưng mà em nghĩ là đấy là những cái áp lực mà khi mà mình rơi vào những cái áp lực thì mình sẽ tạo ra được kim cương chị ạ. Thế nên em vẫn nỗ lực và cố gắng từng ngày. Em đến với chương trình này là cũng rất là mong là sẽ cầm được một chút gì đấy về cho vợ em. Vâng, tôi còn thấy ở trong bản đăng ký anh ghi là nghề nghiệp của anh là giống anh Độ. Chứ nghĩa là các anh đã quen biết ở ngoài đời rồi đúng không ạ? Báo cáo với chị là ê, thằng em ngày xưa cùng quê. Xong rồi em xuống thành phố thì em có mấy cái công việc thì em rủ nó làm cùng ấy. Không có gì đặc sắc cả. Thế là các anh đã có quen biết ngoài đời. Vâng, ông anh em đấy mà. Biết gì anh em xã hội mà chị. Anh Độ à? Em à? Em đi thi à? Anh cũng thi à? Ôi giời. Thông minh hơn anh tưởng ấy nhờ. Dẫn đầu. Ngày xưa anh ngu tí. Với sự quen biết này tôi hy vọng là không có màn team up nào. Hy vọng là nó sẽ xanh chín với cuộc thi ngày hôm nay ạ. Vâng, chị yên tâm. Và sau khi giao lưu những giây phút nói chuyện thú vị cùng anh Lê Minh Khôi thì ngay bây giờ chương trình sẽ tiếp tục với vòng thi thứ hai ạ. Ok. Tiếp tục thôi chị ơi. Vâng, ở vòng thi này thì chúng ta sẽ có 3 từ khóa tương ứng với 3 câu hỏi về các chủ đề khác nhau. 3 người chơi lần lượt quay vòng quay mòng mòng để chọn ra số điểm mình sẽ ghi được cho những chữ cái chính xác. Người trả lời đúng ô chữ sẽ nhận được toàn bộ số điểm mà mình quay được ạ. Ở mỗi câu hỏi, mỗi người chơi sẽ có tổng là 3 lượt đoán, không tính trường hợp các bạn quay vào ô thêm lượt. Nếu cả 3 người chơi đều sử dụng hết số lượt đoán của mình mà vẫn chưa tìm ra câu trả lời đúng thì quyền đoán sẽ thuộc về khán giả của chương trình. Trong trường hợp người chơi có thể giải ô chữ khi chưa hiện hết các chữ cái thì người chơi đó sẽ nhận được thêm 500 điểm. Và vâng, đặc biệt nhất là người dẫn đầu sau vòng chơi này thì sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng thi đặc biệt cuối cùng ạ. Nên là các anh hãy cố gắng lên ạ. Là em vào luôn đúng không? Thi sau vòng thi này anh Khôi ạ. Vòng này em tưởng qua vòng thi này chưa anh? Dùng tốc thì bất đạt đấy ạ. Anh Không biết là ba anh đã nắm rõ luật chưa ạ? Rõ. Đã rồi ạ. Vâng. Vâng, đã nắm rõ luật. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu ngay vòng thi thứ hai. Và vòng thi thứ hai sẽ bắt đầu với ô chữ đầu tiên. Ô chữ đầu tiên gồm 11 chữ cái ạ.
Đây là tên một thành phố cổ được xây bằng đá nổi tiếng nhất thế giới. Xin mời anh Trần Thái Linh, người đứng sau anh Khôi và giành được 300 điểm sẽ là người quay đầu tiên trong vòng quay này. Xin mời anh ạ. Chúc anh may mắn. Sao lại thế ạ? Thì do anh và anh Độ cùng điểm ở vòng thi thứ nhất nên anh lại đứng sau anh Khôi, người cao điểm nhất nên anh được quay trước ạ. À. Vâng, anh có muốn quay trước không ạ? Hay là tôi đổi cùng quay không, trước không. À vâng. Quay đi. Chị quay cho anh Độ quay trước đi ạ. Ok. Thế lại là nhường ạ? Không được. Tôi quay luôn. Vâng. Nhưng luật của chương trình là anh phải quay trước anh Linh ạ. Dạ vâng, thế thôi để em quay vậy. Vâng ạ, xin mời anh quay ạ. Vâng. Quay mong mong. Dễ vào chia đôi lắm. Chương trình nhạc bốc thế nhỉ? Ồ gì đây? Cái gì đây? Ồ. Ok ạ. Chia đôi. Bất lượt. Quay vào ô bất lượt ạ. Đáng nhẽ là nên cho anh Độ đi thi là quay từ đầu đúng không ạ? Vâng, đúng rồi. Xin phép chị, tôi quay luôn nhé. Tôi háo hức quá. Vâng, xin mời anh ạ. Rất tiếc cho anh Trần Thái Linh lại quay ngay vào ô mất lượt. Anh Độ dễ mất điểm ấy chứ. Ô mất điểm là mất hết luôn từ đầu đến cuối đấy ạ. Vâng ạ, mất điểm là mất hết ạ. Úi dồi ôi. Vâng, anh quay vào ô thử thách ạ. Ở ô thử thách này thì nếu mà anh hoàn thành được thử thách của chương trình thì anh sẽ được đoán và mở chữ cái. Còn nếu mà anh không hoàn thành thử thách thì anh sẽ mất lượt ạ. Ồ. Và thử thách của chương trình là bạn hãy hát một ca khúc mà bạn yêu thích nhất ạ. Ok ạ. Ôi trời ơi. Mẹ thử thách gì kỳ vậy chị? Vâng, đây là format của chương trình ạ. Tôi cũng đọc theo format chương trình ạ. Tuyệt vời. Anh có nên thực hiện thử thách này không ạ? Tôi thực hiện luôn. Dễ. Vâng, à. Vâng, xin mời anh ạ. Tôi hát luôn nha chị nha. Vâng ạ, xin Five mời anh ạ. Five little monkey jumping on the bed, one fell off and bum hit head. Mà gì? Mà câu the doctor and the doctor say no more monkey jumping on the bed. Eo 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 eo. Hết chị ạ. Ok. Thì bài hát này tôi thấy bài này tương đối ngắn. Không biết là hai thí sinh còn lại thấy cái màn thử thách này của anh Độ Mi Si có đạt tiêu chuẩn không ạ? Tôi không biết bài này cơ. Ok, bài này nó chỉ như thế thôi. Đây đúng thử thách của chương trình là tôi hát hết một bài hát, tôi hát hết đúng bài hát rồi. Chương trình tôi nghĩ là hát bài này cũng được nhưng mà phải dịch sang tiếng Việt. Chương trình chúng ta toàn hô tiếng Việt. Tôi chả hiểu gì cả. Chả hiểu gì cả. Translate chứ. Ý kiến của hai người chơi còn lại thì nghĩ là anh nên phải thực hiện lại thử thách này thì mới có thể mở được ô chữ anh Độ Mi Si ạ. Thế là tôi Việt hóa ra nhá. Tôi Việt sắp ra nhá. Vâng. Việt sắp ạ. Nhưng mà phải hát nhá. Cò nằm còn khi đang nhây trên giường, một con lôi xuống và đau cái đầu. Mẹ nó gọi cho bác sĩ và bác sĩ nói không lên nhây nữa, mấy con khi nguôi. Đấy, ok. Đấy, tôi biết hóa rồi. Rất hay ạ. Sao lại học thuộc một bài như thế nhỉ anh Độ? Tao muốn gì được rồi. Luôn ấy thế. Bây giờ tôi được đoán đúng không ạ? Vâng ạ, anh được đoán ạ. Ủa, thế là tôi đoán chữ cái à? Vâng, anh đoán một chữ cái ạ. Anh cho là sẽ xuất hiện ở trên bảng chữ cái của chúng ta ạ. Không, không, bảng chữ cái từ Việt hay là tiếng Anh ạ? Vâng ạ, có bảng ô chữ cái ạ. Dạ, anh có, anh bảng chữ cái tiếng Việt ạ, mình thi tiếng Việt ạ. À, tiếng Việt à? Vâng ạ. Tôi đoán chữ N. Chữ N. Không, không có chuyện nào thì tôi hát làm gì. Thế thì nó mới là ô thử thách ạ. Mẹ mất đời. Vâng, không có chuyện nào và quyền quay tiếp theo sẽ được dành đến cho anh Lê Vĩnh Khôi ạ. Xin mời anh. Đến em rồi. Vâng. Mẹ ô vòng này không ai bấm nhầm vào chuông trời. Vâng, xin mời anh quay ạ. Em mà khả năng cao và dễ vào điểm cao đấy. 2.000 điểm này. Làm đéo 2.000 điểm. Ôi, có 2.000 điểm thật. Có. Ôi, nhân đôi. Nhân đôi. Vâng, anh quay được vào ô nhân đôi ạ. Yes. Vâng, xin mời anh đoán chữ cái ạ. Đoán chữ cái. Nhưng mà chị em quên mất được câu hỏi chương trình lúc đầu là đằng gì sau rồi. Đằng sau kìa. Dạ, anh có câu hỏi rất to ở trên màn hình ạ. À, đây là tên một thành
phố cổ được xây bằng đá nổi tiếng trên thế giới. Uầy, thành phố mà chữ N không có. Thế thì tôi xin phép là đoán chữ H. Chữ H có ui, hai dồi, ui, ui. Nhân thành 800 luôn là được 1.200. Dạ, rất tiếc là ô nhân đôi này nó chỉ là nhân đôi thôi anh Khôi ạ. À, chứ lại là không phải là nhân đôi ạ. Vâng, nên là... Ô, nghìn hai thật đấy! Ô, nghìn hai thật! Cho tôi với anh Amoy, ơ! Nghìn sáu! Từ từ! Điểm đang nhảy! Chương trình cũng làm nhịp tim tôi nhảy như điểm số của anh Khôi vậy. Vâng ạ, và xin mời anh quay tiếp ạ. Ô, lại được quay tiếp hả chị? À, vâng ạ, anh tiếp tục đi, anh đã trả lời sai rồi. Khi nào anh sai thì anh sẽ mất lượt ạ. Mẹ phan tiền rồi. Có thế nhờ. Ê, Barcelona hay sao ấy? Thành phố bằng đá. Thành phố 6 lốp à? Bao nhiêu đây, bao nhiêu đây? 600. Anh đã quay được vào ô 600 điểm ạ. Xin mời anh đoán chữ ạ. Đứng cạnh chữ H là chỉ có chữ T và chữ C thôi. Đấy, không thể nào chữ H mà đứng một mình được. À, tôi xin đoán chữ A. Chữ A. Có một chữ A. Ồ đấy. Giành được thêm 600 điểm. Quá đỉnh. Mẹ ảo thế à. Nhưng mà anh hãy để ý một chút là đây là một tên thành phố cổ được xây bằng đá nổi tiếng nhất thế giới. Đôi khi cái tên của nó có thể không phải là tiếng Việt thì sao, đúng không anh Khôi? Đúng rồi. À ừ nhờ. Ừ đúng. Vâng ạ. Vậy thì xin mời anh Khôi quay tiếp vòng quay mòng mòng của mình ạ. Để em quay tiếp nào. L-A. 1.400 điểm cũng là một số điểm khá cao rồi đấy ạ. À ý chị bảo em đoán luôn à? À không, để anh chưa nghĩ ra câu trả lời thì anh làm sao mà đoán luôn được đúng không ạ? À đầu này là cái gì nhỉ? 900 điểm. Vâng. Ui, ui. Hay rồi. Nhiều thế. Anh Khôi quay thật là vào những số điểm rất cao ạ. Hy vọng là anh đoán đúng. Ờ, em xin đoán chữ T. Chữ T. Không có chữ T nào cả. Oh. Rất tiếc nha. Vâng, lượt quay lại truyền đến cho người chơi ở vị trí số 3, anh Trần Thái Linh. Xin mời anh. Đây rồi. Hãy là một số điểm cao đi ạ. Thành phố nào nhỉ? Em biết câu trả lời đấy nhưng mà cần thêm tí chữ thôi ạ. Mới chắc chắn được. Mất mẹ một lượt này. Mất điểm. À. Vâng. 900 điểm ạ. Rất cao. Có thể thay đổi cục diện nếu đoán đúng đấy ạ. Xin mời anh Trần Thái Linh. Em đoán chữ... chữ O đi. Chữ O. Không có chữ O. Okay, sao mày bảo mới biết rồi. Sao bảo biết. Vâng. Em quay rất luôn. Rất tiếc ạ. Vâng, xin mời anh Độ ạ. Xin mời anh vòng quay mòng mòng của mình. 300 điểm hiện tại là hơi thấp. Thành phố nào nhở? L.A. Long An à? Lại thử thách. À đây rồi. Không ạ, 800 điểm ạ, không phải là thử thách ạ. Vâng, 800 điểm. Tôi xin đoán chữ chữ G. Chữ G. Không có chữ G nào cả. Chữ G anh nhét vào đâu? Anh Độ anh đã có 2 lần đoán chưa chính xác và anh chỉ còn 1 lần nữa thôi, 1 cơ hội nữa thôi ạ. Vâng xin vâng, xin mời anh Lê Minh Khôi ạ. Chị gọi em là anh Khôi thôi, chị cả họ cả tên ngại quá. Em vâng, quay này. Mời anh Khôi ạ, nhưng mà mọi người hãy chú ý là đây có thể là cái tên cái thành phố này nó lại là tiếng nước ngoài ạ. Dạ vâng vâng. Vâng. Ngoài câu nào nhỉ? Thể bọn em tiếng Anh đã kém rồi, chị cho đúng câu tiếng Anh. Phải thêm một từ nữa mới biết được anh ạ. Đúng rồi. Em ok. Lượt. Không, anh Khôi mất lượt ạ. Trời ơi. Vâng, ôi, xin mời em anh Linh ạ, ở vị trí số 3. Mời anh quay ạ. Vâng, dạ vâng. Em quay đây. May mà là mất lượt chứ không phải là mất điểm anh Khôi ạ. May vẫn may lắm. Trộm vía chị ơi. Anh lại có thêm thời gian để suy nghĩ. Vẫn không ra được. Ủa sao lâu thế? Tức là tại anh khỏe quá nên lực tay nó hơi mạnh. À, 400 ui, điểm à. 1.000. 400 điểm. À. Em đoán là chữ N. Ơ, chữ N đoán rồi. Đoán rồi. Trời ơi.
không có tin rồi anh ạ. Em vâng, anh nhìn, cũng... em quay luôn em chị ơi. Vâng, anh quay luôn chú Angel ạ. Hai lần đoán sai ơi. Đến từ người chơi số 3 rồi ạ. Và đây là tập trung gì? Ui quả này em đoán sai là em cút luôn rồi chị. Vâng ạ, đoán sai là anh đã hết cơ hội đấy ạ. Ủa? Anh ơi, cố gắng đoán đúng đi anh ơi. Em bị ngọng hay sao ấy? Nè nãy anh ạ. Vâng, xin mời anh. À anh đã quay được vào ô 400 điểm ạ. Vâng. Vâng, vâng, xin mời anh đoán chữ ạ. Hãy suy nghĩ kính chính thật là kỹ càng anh ạ. Cơ hội cuối cùng đấy ạ. Em đoán chữ y ngắn. Chữ y ngắn. À, có chữ y ngắn. Thật tuyệt. Thế thì good. Chính xác ạ. Anh vẫn được tiếp tục quay ạ. Vâng. Số gì nhỉ? Anh khó đã giành được 400 điểm. Ui, y ở đây nhỉ? Tôi thấy câu này cũng là một câu khá là khó. Tại vì là vòng 1 các anh kêu là cái câu hỏi của chương trình nó dễ quá. Quan trọng là câu này bằng tiếng Anh chị ạ. À. Đúng rồi. Việt thì bọn em bọn... chết từng ngày. Bọn em nói vui đấy chị cũng cho khó thật. Ok ạ. Ôi trời. Mất điểm rồi. Mất điểm luôn, mất điểm. Mẹ à, cuộc sống. Vâng. Mất ôi, điểm nhưng mất điểm em vẫn còn lượt sau đúng không chị? Vâng, anh vẫn còn lượt sau ạ. À vâng. Và bây giờ lượt quay chuyển đến cho em. Anh Khôi. Vâng, anh có thời gian thêm suy nghĩ anh Độ ạ. Em quay luôn. Vâng, anh Khôi quay đi ạ. Tôi rất là hy vọng anh quay vào những cái ô nào như là thử thách hay là... Ôi, chị ơi, em biết gì đâu mà thử thách. Ừ, vì tôi nghĩ là anh chưa đoán được cái ô chữ này. Thêm thời gian. Ê, ôi. Mất điểm chị ơi. Mất điểm chị ơi. Ê, một nghìn, à, không, một nghìn. Ô, 1.000 điểm ạ. Ui, đây rồi. Rất cao. Hy vọng anh sẽ đoán đúng ạ. Em xin đoán chữ C. Ui, chữ C, có 3 chữ C. Anh có cho mình 3.000 điểm sau khi đoán chữ C ạ. Rồi ôi, quá đỉnh quá. Thật đấy. Vâng. Đây thành phố gì nhở? Chúc mừng anh ạ. Ờ, anh vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời ạ. Có ý chưa, tưởng chị... đó không ạ? Nếu không thì anh hãy tiếp tục quay đi ạ. Lại quay tiếp à? Cái gì nhở? À, vâng, anh có đoán ở đâu ạ? Thì chả quay tiếp ạ. Ừ, thành phố gì nhở? Phố gì trông... Chứ nếu bây giờ anh đoán là... Điểm này là em đoán là hợp lý lắm rồi đấy này. Bây giờ quay chẳng may mất điểm cái thì thôi đúng cút luôn đấy. Vâng, nhưng mà anh có đoán được không ạ? Không ra được thành phố gì. Em quay tiếp nhá. Vâng, xin mời anh. Khó thế nhở? Thành phố gì đây nhở? Anh đã rất gần với câu trả lời rồi đấy ạ. Ô, 100 điểm. À, 100 điểm này mà chữ khó quá. Ờ, em xin đoán chữ U ạ. Chữ U. Có 2 chữ U anh ạ. Ôi mẹ, mày thằng này nó biết rồi. Là 200 điểm cái đấy thôi. Vâng. Cái gì đây? Cái gì chu chu đây? Cái gì chu chu ơi? Cái gì giờ? Vâng, rất gần rồi ạ. Chỉ còn 2 chữ cái nữa thôi ạ, anh Khôi. Anh hãy suy nghĩ thật cẩn thận đi ạ. Là... anh đang rất cao đấy ạ. Chu... Ba chu lích chu. Cái gì giờ? À, em xin... À, nếu em đoán sai thì có bị làm sao không chị? Mất lượt. Đoán ra thì anh mất lượt thôi ạ. Thế thì em xin phép đoán. Vâng, xin mời anh ạ. Đây là thành phố đấy, em đoán không nhầm là Pachu Pichu. Anh có thể đọc lại câu trả lời của mình đúng không ạ? Hả? Pachu Pichu, Pachu Pichu. Pachu Pichu ạ, Pachu Pichu, vâng. Vâng, Pachu Pichu là câu trả lời, chưa chính xác. Ồ, thế à? Khó thế nhở? Vâng, xin mời anh Linh ạ, lượt quay cuối cùng. Ủa? Lần cuối cùng có thể được đoán sai của anh là mình sẽ mất lượt luôn đấy ạ. Thành phố gì nhở? Vâng, xin mời anh Trần Đại Linh quay vòng vòng ạ. Em chịu đây. Ờ. Cố lên ạ, rất gần rồi, rất gần rồi ạ. Có gì mà khó thế nhở? Khó thật sự đây. Ê. Rất gần rồi ạ. May quá. Mất lượt, mất lượt chị ơi. Vâng. Ồ, mất lượt anh ạ. Mất lượt. May quá. Mất lượt. May quá. Ôi, cái quả này là em trả lời sai là em phải cút luôn đấy à? Đúng rồi anh ơi. Mà anh trả lời sai được. Là đi luôn, nhưng mà anh ơi cái câu này là rất gần rồi ạ, hãy cố lên ạ. À chị có gợi ý gì không chứ nhỉ? Tôi thì tôi không gợi ý gì được, nhưng mà tôi thấy là các anh đã rất gần với câu trả lời chính xác rồi đấy ạ. Mẹ, chưa tưởng tượng ra nó là từ gì thề. Ui, 800 điểm. Ui giời. Tí mất điểm.
Khoảng 800 điểm ạ. Tôi xin đoán chữ bờ. Chữ bờ. Chữ bờ bò. Đấy, Bích, Bích Chu đúng rồi. Chữ bờ mà. Anh ơ kìa. Chữ B mà. Ờ, vâng, tôi đoán chữ bờ chữ mà. Vâng, người mở ô chữ là nó hơi... Nghe nhầm, nghe nhầm. Hơi sót ạ, vâng. Ô, thế coi như tôi đoán chữ bờ đấy. Ok, ok, không ai chơi thế. Anh chơi thế. Đến lượt em đoán chữ B rồi đấy. Ờ. Thôi được, vâng. Thôi được rồi. Không vâng, sao, cho anh ấy quay đi. Không sao, cho anh ấy đi. Vâng, thôi thì chúng ta coi như là đoán chữ B phở. Thế là chúng ta đã có 800 điểm ạ. Ok. Chúc mừng anh. Ok, cảm ơn chị. Anh may mắn thật đấy. Cuối cùng thôi ạ. Ôi, anh chưa đoán à? Rachu Pichu. Không phải, không phải. Rachu Pichu. À, chữ T. Thầy, Rachu Pichu. Đúng rồi. Mẹ, giờ đối thủ đoán đúng cũng đéo ăn thua. Ôi không, ăn thua anh ơi, 1.000. Vâng. Ui. Nhưng mà mọi người, vâng, nhà mọi người ơi, tôi xin lưu ý đấy là nếu mà trả lời đúng thì mới nhận được điểm cơ ạ. Còn nếu mà sai thì là 4.600 điểm của anh Khôi là chỉ còn lại 400 điểm lúc đầu của vòng 1 thôi ạ. Ôi trời ơi, mất hết à? Vâng, anh có đoán đúng đâu mà nhận được điểm đúng không anh? Ôi trời ơi. Mất hết luôn rồi. Ok, anh đoán đi. Ồ, vừa đoán rồi đấy, không nghe thấy à? Ờ không, không à. À thế à, thế thế bây giờ đoán đấy. Ừ. À, vâng ạ. Tôi xin đoán anh chữ đoán tờ tiền. Tờ không, tiền. Chứ tờ đoán rồi mà. Ok, trời, tôi đoán rồi à? Vâng. Đoán rồi mà anh. Anh Độ Minxi đã mất lượt chơi trong ô chữ lần này. Ờ, nhưng mà từ từ, tôi hỏi chị MC gái, tôi bảo lưu 800 điểm đúng không? Không, anh có đoán đúng đâu mà lưu 800 điểm, anh chỉ còn 300 điểm của vòng 1 thôi ạ. Ồ. Vâng. Đúng đời. Đời. À mà vòng 1 là anh cũng mất điểm rồi mà anh. À ừ cũng. Vâng ạ. Nghĩ ra thì người quên. Thế bây giờ là em đoán luôn, em quay trước đúng không? Vâng ạ, anh Khôi ạ, anh quay trước ạ và lần cuối cùng của anh đấy ạ. Em quay luôn. Vâng, xin mời anh. Anh phố gì nhỉ? Rất nhiều chữ cái đã được đoán ra. Em nghe chữ R. Rất nhiều chữ. Còn một vài chữ ơi, ô 700 điểm. Anh sẽ đoán chữ gì đây ạ? Đoán đấy. Tôi rất là tin tưởng người ở vị trí thứ 3. Anh ấy bảo tôi đoán chữ R. Tôi xin phép mà đoán chữ R. Chữ R. Không, chữ R. Ui giời, lừa thế. Anh đã mất lượt chơi trong cô chữ lần này anh Khôi ạ, rất tiếc. Ừ, ba lần nữa. Vâng ạ, anh hết rồi ạ. Nhanh thế nhở? Vâng. Không có mang tiền về cho vợ được rồi. Vâng, xin mời anh Linh ở vị trí số 3. Xin mời anh. Em chịu đây. Anh ấy lừa thế. Bây giờ chỉ còn một vài phụ âm thôi ạ. Đã rất nhiều phụ âm được đoán rồi. Hay là chữ S xa béo nhở? Thành phố này nghe lạ thế nhở? Thành phố lạ hoắc mẹ luôn, nhìn điểm mẹ luôn ạ. À. Ui đoán đúng rồi, vượt lên luôn đấy. Vâng, 4.000 điểm. Nếu mà đoán đúng thì thay đổi cục diện đấy ạ. Em đoán là chữ L. Chữ L cao đúng không ạ? Dạ vâng. Vâng, chữ L cao. Không có chữ L. Ôi, vượt luôn. Sao thế nhở? Vậy là không có một người chơi nào đưa ra được câu trả lời chính xác cho ô chữ lần này. Ok. Rất đáng tiếc ạ. Khó thế. Vâng, tôi nghĩ là các anh đã bảo chương trình toàn câu dễ nên là chắc là ban biên tập có tăng một chút độ khó ạ. Thế tên thành phố này là gì? Vâng, không có khán giả nào ở đây đoán được. Ui dồi ôi. À đây ạ. Chắc hỏi là thành phố này của nước nào đấy ạ? Chắc hỏi là Mexico ạ? Đây chính là thành phố Machu Picchu, hay còn gọi là có nghĩa là núi cổ, núi già, là một thị trấn được người Inca xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 15, tọa lạc ở bên sườn Cordillera đông của dãy Andes miền Nam Peru ạ. Ui giời ơi, xa thế. Vâng, tất cả các công trình tại Machu Picchu đều tuân theo phong cách kiến trúc Inca với những bức tường đá không dùng vữa. Cho đến ngày 24 tháng 7 năm 1911, nhà thám hiểm Hiram Bingham mới phát hiện được di tích này nhờ những người Quechua địa phương dẫn đường và đặt tên cho nó là thành phố đã mất của người Inca, một cái tên rất là bay bổng.
Khó thế. Vâng. Khó quá. Chưa nghe bao giờ luôn. Thế. Vâng, sau câu hỏi đầu tiên thì anh Độ Missy quay trở lại vạch xuất phát với 0 điểm. Anh Khôi và anh Linh vẫn giữ nguyên số điểm ở vòng 1 là 400 và 300 điểm ạ. Vẫn được. Vẫn được. Cho em hỏi được, được. Mấy câu hỏi nhỉ chị nhỉ? Vòng này có 3 câu ạ. Đây là câu thứ nhất. Cùng bắt được. Còn 2. Dễ. Vâng. Còn 2 câu hỏi nữa, tôi nghĩ là 2 câu hỏi tiếp theo là rất là dễ để cho các anh đoán đấy ạ. Không còn khó, không còn tiếng nước ngoài đâu ạ. Ok. Vâng. Trước khi thì đến với câu hỏi thứ hai thì chúng ta sẽ tiếp tục có một màn giao lưu với anh Trần Thái Linh đi ạ. À. Vâng, tôi thấy ở trong bản đăng ký của anh ghi là anh có làm nghề sổ đoản, anh làm nghề là livestream game, và nhưng mà sổ đoản của anh lại cũng là streamer, không biết là cái này có sự mâu thuẫn nào không ạ? À dạ không, tại vì em cũng làm stream và cái sổ đoản của em stream nghĩa là em luôn luôn đánh giá thấp bản thân mình. Đấy, lúc nào cũng phải cố gắng hơn trong công việc chị ạ. Đấy, ý em là như thế. À là như thế ạ. Thế thì không biết sở trường của anh là gì ạ? Ờ hình như em có ghi trong đấy mà đúng không chị? Ờ vâng, nhưng mà anh có thể giới thiệu lại sở trường của mình được không ạ? Anh ghi gì chắc anh đéo nhớ. Tôi thấy anh ghi ở đây là anh rất là đam mê ca hát. Wow, có làm gì có. Khi đến với chương trình là anh mong muốn được thể hiện một bài hát của một ca sĩ trẻ vô cùng nổi tiếng hiện tại là Mono dành cho mọi người ạ. Tôi thấy anh ghi ở trong bản đăng ký thế, không biết là anh có sẵn sàng gửi đến mọi người một ca khúc không ạ? Trời em sẵn sàng, em sẵn sàng. À vâng, thế xin mời anh ạ. em có ghi ở sở trường ca hát đâu nhỉ? Hát đi. Được rồi, anh. Ờ thế sau đây em xin trình diễn bài Em Là. Em Là của ca sĩ Mono ạ. Vâng. Vâng, xin mời anh Trần Thái Linh ạ. Quay. Okay, sao đây? Yeah. Wow. Em nơi kia mỉm cười đầy thiết tha. Anh nơi đây ngồi đàn và hát ca. Ngay gần mà đâu có xa. Linh hồn mình thuộc về nhau. Đôi tay anh luôn giữ em chặt, dù cho cơn giông đã cuốn em đi. Em là tia nắng trong anh. Em là tia nữ trong anh. Dẫu nắng hay mưa, ta sẽ vẫn mãi như xưa. Âu dè. Ok chị ơi. Vâng. Ui, mày đéo toàn u ớ với cả ông già. Tôi nghĩ là anh, không bao giờ anh nghĩ là mình sẽ chuyển sang cái ngạch ca hát không ạ anh Linh? Dạ em chưa nghĩ đến ạ. Đầu tiên là em chỉ muốn tập trung vào công việc hiện tại của mình trước thôi ạ. Vâng, biết là với giọng hát như này thì không biết là hiện tại là mối quan hệ yêu đương là anh, không biết là anh có người yêu chưa ạ? Dạ em chưa. Tôi thấy là với ngoại hình và với giọng hát của anh như thế này thì tại sao mà hiện tại là mình lại lựa chọn độc thân ạ? Dạ em có lựa chọn đâu, tại cái chuyện tình cảm thì nó phải để tự nhiên chị ạ. Nó chưa đến thì chắc là nó chưa đến thôi, còn khi nào nó đến thì em vẫn sẵn sàng em đón nhận mà chị. À vâng, thế không biết qua sóng truyền hình này anh có muốn gửi đôi lời đến tình yêu tương lai của mình hay biết đâu lại là sau chương trình này lại có nhiều người làm quen với anh Linh hơn thì sao ạ? Người yêu tương lai ấy ạ? Vâng. Em yên tâm, anh sẽ cố gắng mang một chút gì đấy về cho em. Em đừng có lo cho anh. Mang ba chút. Đã có được về ạ? Tí mất điểm, em không mang được cái gì về. Vâng. Một vài giây phút giao lưu thư giãn để chúng ta có thể có thêm năng lượng để tiếp tục đến với câu hỏi số 2 trong phần thi này ạ. Và chúng ta sẽ ngay lập tức thôi đến với câu hỏi thứ hai trong vòng thi thứ hai này. Câu hỏi số 2 của chúng ta là một ô chữ gồm 13 chữ cái. Đây là tên một mạng lưới giao thương được rất nhiều thương nhân sử dụng thời cổ đại. Ui, em không điểm, em được quay trước đúng không nhỉ? Đúng ạ, và quyền được quay ở câu hỏi này thuộc về anh Độ Missy ạ. Xin em mời quay anh luôn. Chúc anh may mắn ạ. Sao anh Độ Missy cười sướng thế nhở? Anh tự tin thế nhở? Có lẽ nào anh đã có được cái câu trả lời cho mình không ạ? Không biết luôn rồi á? Vô lý. Người này 400 điểm. 400 điểm. Ok. Em đoán chữ N thấp.
chữ N thấp. Có hai chữ N thấp. Vâng. Không, cái gì đấy? À, em... anh giành được 800 điểm ạ. Ok, em quay tiếp. Vâng, xin mời anh. Ồ, dễ thế nhở? Như kiểu biết rồi sao? Tôi cũng nghĩ là anh Độ là có một cái câu trả lời cho riêng mình rồi đấy ạ. Gì ta? N này là cái gì? Bánh xe hay là con tàu gì này? Ồ, 800 điểm. Rồi. Ui. Em rất xin cao. Đoán chữ A. Chữ A. Có một chữ A. Anh dành thêm được cho mình 800 điểm. Cày tiền thôi, cày tiền thôi. Em quay tiếp luôn. Vâng, xin mời anh ạ. Rất tự tin. Phủ đại. Nếu à? Không phải là quay vào những ô như là mất lượt, mất điểm thì tôi nghĩ là anh Độ đã có câu trả lời cho mình rồi đấy ạ. Ồ, đã biết rồi. Ui 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 ui. Ôi anh ơi. Ô, chị ơi, 800. Ồ, vâng, ô 800 điểm ạ. Rất may một chút nữa thôi là sẽ vào ô mất điểm. 800 đúng không? 800 đúng không? Vâng, 800 điểm. 800 anh ơi. Nhẹ nhõm ạ. Xin mời anh ạ. Em xin đoán chữ G. G. Chữ không G. Có chữ G nào. Không có. Có một chữ G. Ơi. Vẫn có G nhỉ? Ê. Vâng, rất may. Em lại quay tiếp. Tiếp. Vâng, xin mời anh. Liên tiếp là những câu trả lời chính xác. Kiếm tiền, kiếm tiền. Dễ thế nhỉ? Mang về cho mình là 2.400 điểm rồi ạ. Không gì biết rồi à? Em biết rồi anh ơi. Ok. Dễ thế nhỉ? Thế bây giờ đoán ra được là mình có được đoán luôn không ạ? Ui giời ơi. 1.000 điểm ạ. Là chi? Rất cao. Bú. Đã đến lượt mày đéo mà đoán. Chưa đến lượt ạ. Em hỏi tí là đoán theo tiếng Việt hay là đoán theo tiếng Anh nhỉ? Em hỏi lại một cái. Đoán theo tiếng Việt ạ. À vâng, anh cứ đoán nhỉ, tiếng Việt tiếng Anh nếu đúng thôi chúng tôi vẫn sẽ thì ví dụ như chữ O, chữ O, chữ U ấy thì em đoán như nào? À, vâng ạ, anh đoán tiếng Việt ạ. À tiếng Việt à? Vâng ạ. Em đoán chữ U. Chữ U. Ui trời ơi. Ôi trời ơi. Hai chữ U lận. Từ từ, chị cho em nghĩ tí em có nên đoán luôn không để em có vẻ chắc suất vào vòng trong rồi đấy. Ui, chơi đi anh, cái gì đã chắc rồi. 400 điểm rất cao, anh cứ suy nghĩ thật là cẩn thận. Cũng còn nhiều ô chứ, cơ hội còn rất nhiều ạ. Em xoay phát nữa đã. Cho nó vâng, chắc xin mời anh ạ. Mất điểm, mất điểm này. Hai nghìn điểm này. Rất bảo hiểm, rất bảo hiểm. Bảo hiểm quá. Dễ, mất lượt này em trả lời luôn đấy nhá. Mất điểm, mất điểm. Mất lượt này, mất lượt này, mất lượt này, mất lượt này, mất lượt này. Mất điểm, mất điểm, mất điểm, mất điểm, mất điểm, mất điểm, mất điểm. Quá rồi, quá rồi. Ui. 600 điểm ạ. Bị cầy rồi. Em xin đoán chữ O. Chữ O. Ui trời ơi. Ba chữ O ạ. Dễ thế. 6.200 à? Ôi 6.200. Đoán thôi, đoán thôi. Vâng, xin mời anh đưa ra câu trả lời ạ. Câu trả lời của em là con đường tơ lụa. Ui, đúng câu rồi. Câu trả lời của anh Độ Michi chính xác ạ. Vậy. Vâng, anh mang về cho mình được 6.200 điểm, rất cao, số điểm rất cao, lật ngược thế cờ ạ. Cút rồi nhím ơi. Vâng, câu trả lời cho câu hỏi này chính là con đường tơ lụa. Không biết là với cái mường tượng với cái câu trả lời đấy, tôi nghĩ là anh đã biết từ ngay lúc đầu rồi đúng không ạ? Đúng rồi, ngày xưa là em là top 1 server của con đường tơ lụa chị ạ, nên là em hiểu rất rõ câu trả lời này. À, anh đã từng chơi tựa game là mang tên là con đường tơ lụa đúng không ạ? Vâng, ngày xưa em đi vận tiêu suốt. Vâng, tôi nhớ là 30 level đầu là rất là lâu để có thể lên được đấy ạ. Vâng, thời cổ đại thì tuyến đường giao thương này không có tên, những thương nhân buôn bán đá quý, ngà voi, lụa và gia vị hàng ngàn năm vẫn đi theo mạng lưới đường mòn, đường núi ngoằn nghèo hiểm trở khắp Trung Hoa, Trung Á cho đến năm 1877. Trong cuốn sách của mình có nhan đề Trung Quốc, nhà địa lý người Đức Nam Tước Ferdinand von Richthofen lần đầu tiên đưa ra khái niệm con đường tơ lụa để chỉ tuyến đường thông thương trên bộ thời cổ đại giữa Trung Quốc và phương Tây. Vì tơ lụa là hàng hóa quan trọng và có giá trị nhất trên tuyến đường này. Con đường tơ lụa gợi lên cảm xúc lãng mạn, sang trọng nhưng thực tế, những ai đã đặt chân lên con đường này đều phải trải qua vô vàn khó khăn nguy hiểm để tìm kiếm sự giàu có, chinh phục hoặc cứu rỗi ạ. Vâng, đây là những thông tin cơ bản.
về con đường tơ lụa và một số điểm rất cao, 6.200 điểm. Anh vừa chị lên ơi, là người dẫn đầu. Bác sẽ vâng. Xin phép là chị quên cộng hình như là 500 điểm đoán đúng của em này. À vâng ạ. Ôi anh lại nhớ rất rõ luật ạ. Tiền cả chị. Anh được cộng thêm 500 điểm do đoán được ô chữ này khi chưa mở hết các chữ cái ạ. Exactly. Ok. Vâng, và tổng điểm anh có là 6.700 điểm. Xin chúc mừng anh Độ Vici ạ. Ui, cầy thế nhỉ. Một số điểm cao để khiến cho hai người chơi còn lại chỉ còn một câu hỏi. Không biết là hai anh Khôi và anh Linh có thể nào vượt qua được số điểm này không? Ừ, bọn em và... nghĩ là không. À, là không ạ. 67 điểm nhiều quá chị ơi. Phải bây giờ phải chia đôi cơ. Và nhưng mà trời, được... đến câu hỏi thứ ba luôn, chị em hào hức vào vòng chung kết quá. Ừ, phải chia, vậy... chia điều. Đúng rồi, chia ba đi. Chia ba một căng này. Đúng rồi. Vâng. Bây giờ mà phải vào câu chia điểm là chia ra đấy ạ. Đúng rồi. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu hỏi cuối cùng, câu hỏi số 3 trong vòng thi thứ hai, để tìm ra được thí sinh tiếp theo vào vòng thi đặc biệt ạ. Và cái câu hỏi này sẽ là một ô chữ gồm 18 chữ cái. Ủa. Rất nhiều chữ cái để có thể quay ạ. Đây là một loại hộ chiếu được nhiều nước trên thế giới áp dụng. Vâng, lượt quay của vòng này, xin mời anh Khôi. Ồ, em quay trước à? Vâng ạ, xin mời anh ạ. Mọi người hãy nghe kỹ cái câu hỏi là một loại hộ chiếu được nhiều nước trên thế giới áp dụng ạ. Úi, nếu như em đoán không nhầm thì chính là nó. Vâng, rất nhiều, 18 ô chữ. Tôi nghĩ là rất nhiều tiền đấy ạ. Úi giời, 100 điểm. Vâng, như là 100 điểm ạ. Ừ, 100, em xin đoán phép đoán là chữ V ạ. Chữ V? Vâng. Ok. Chữ V ạ. Ôi, sai luôn. Vâng, ra không phải cái dự đoán của anh rồi ạ. Lượt chơi chuyển đến anh Linh ạ. Đây rồi, đây rồi. Vâng, xin mời anh. 18 chữ cái, rất nhiều cơ hội ở phía trước. Nhiều đấy. Mọi người hãy suy nghĩ thật là cẩn thận ạ. Tưởng khó. Ui, mẹ nghĩ mất lượt. 900 điểm. Em đoán, cho em đoán chữ H. Chữ H ạ. Vâng. Ui, có ui. 4 chữ H. Ai da. Vâng, 4 chữ H, 900 điểm nhân 4, 3.600 điểm ạ. Ui, ui, nhiều thế nhở? Rất là cao thật... ạ. Vâng, xin mời anh tiếp tục vòng quay của mình ạ. Mẹ chết rồi. Vâng. Vâng, với cái ô chữ này thì mọi chuyện đều có thể xảy ra đúng không ạ? Phạm điểm đã, phạm điểm đã. Vâng, có chắc là phạm không ạ? Ô, một nhầm điểm ạ. Nhầm ít thế. Rất khiêm tốn. Em đoán chữ O ạ. Chữ O. Vâng. Vâng. Có hai chữ O. Đấy. Anh giành thêm được 200 điểm ạ. Anh sẽ tiếp tục biết chưa? Ở chữ dưới là cái đéo gì nhỉ? Xin mời anh tiếp tục quay thôi ạ. Đây ạ. Ồ. Ui giời, mày 400 điểm. Để em xem nào. Em đoán chữ C ạ. Chữ C. Vâng. Có 3 chữ C ạ. Ôi dồi ôi. Vâng, 3 chữ C nhân với 400 điểm là anh ấy cộng thêm cho mình 1.200 điểm rồi đấy ạ. Ui, thì đúng nó rồi. Hộ chiếu chết vâng. Chóc à. Vâng, chóc nhờ. Anh tiếp tục không ạ? Dạ có chứ ạ, có à, vâng. Chứ ạ. À vâng, để em quay đây ạ. Vâng. Mình cứ đoán dần dần anh Linh ạ. Vâng, tôi vâng, nghĩ là có nhiều thời gian để suy nghĩ em ạ. Em đang đoán dần dần đây. Ô xe. Trời ơi, cô mất điểm rồi ạ. Ui. Em thấy cái vòng đang xoay không? Tự nhiên nó kiểu biến hình một cái thành cái vòng khác ấy. Là như nào nhở? Chắc là do mắt mình nó hơi hoa mắt vì anh đẹp thôi anh ạ. Anh phải hỏi anh bấm máy chứ. Em quay luôn ra chị nhá. Vâng, xin mời anh Độ ạ. Trời ơi, anh Linh đã mất hết số điểm em vừa kiếm được của mình ạ. Rất tiếc ạ. Anh Linh ơi, tiếc quá. Tôi cũng thấy tiếc cho màn vừa rồi của anh đấy ạ.
Ui, thế bây giờ anh độ mi si mà vào mất điểm có mất 6,7 luôn không? Có chứ anh. Mất thôi ạ. Ui thế ạ, ui thế được. Mất thế nào được. Ok. Ôi, anh độ lại quay được vào ô chia điểm ạ. Ôi trời ơi, chia đều. Số điểm của anh độ được chia làm 3, hai phần còn lại chia đều cho hai thí sinh còn lại ạ. Ok. Ui trời ơi, âm quá. Chị em tưởng chia điểm này là chia đôi số điểm của em đi thôi chứ. Không, là chia cho nhau chứ anh. Không, anh ơi, chia đôi nó khác, chia điểm nó khác. Đúng rồi, chia là chia cho nhau. Nhưng mà em vẫn được đoán đúng không? À vâng, anh vẫn được đoán ạ. Em đoán chữ Y ngắn. Có luôn. Chữ Y ngắn, vâng. Chữ Y ngắn có 2 chữ Y ngắn ạ. Ủa, 2 chữ thì em bị chia 2 lần à? Không rồi. Anh bị chia 1 lần nữa ạ. À vâng, ok, thế em quay tiếp. Vâng ạ, xin mời anh ạ. Xin phép hỏi người chơi là người chơi muốn chia cả chẵn hay là lấy tính cả lẻ luôn ạ? Tôi chia áng áng thôi, anh mẹ vâng, chia chẵn thôi. Áng áng thì sẽ là 2.200 điểm cho mỗi người chơi ạ. Đồng ý. Ok, lấy lại 100 điểm làm vốn. Đồng ý, ok. Vui đấy. Mẹ, có điểm là vui đúng không ạ? Thật ra đứng sau à? Em đoán, em nghĩ là đoán được 2 chữ nữa thôi là tịt này. Không, vâng, tao cứ đoán đã, tao cứ farm điểm đã, em quay tiếp. Vâng, xin mời anh ạ. Đáp án là hộ chiếu chim chóc này. Hộ chiếu tóc chu chiếu gì nhỉ? Hộ chiếu vâng ạ. Ôi trời ơi, tí phải hát thêm bài nữa. Em đoán chữ E. Vâng, chữ E ạ. Có vâng, cứ dọa người chơi rồi. Em quay tiếp luôn. Vâng, một chút gai cấn ạ. Mọi chuyện đều có thể xảy ra với vòng quay mòng mòng ạ. Đúng quá. Nhưng mà nếu anh không trả lời thì anh lại cũng không giành được điểm đấy đâu anh Khôi ạ. À thế à? Vâng, em tưởng là chia là em cũng được ăn luôn thì... Em vui quá. Ô, 300 điểm ạ. Em đoán chữ U. Chữ U ạ. Mày à, mày chữ ăn U. Ăn cứt rồi. Vâng. Tịt rồi. U ạ. Anh sẽ tiếp tục đúng không ạ? Dạ vâng, em tiếp tục ạ. Tịt thôi. Em về hộ chiếu hình học, đúng rồi. Ô, 600 điểm ạ. À, nhưng mà tôi có một chút lưu ý đấy là số điểm được chia là các anh vẫn được giữ mang về đấy ạ. Ôi, thật tuyệt vời. Vâng. Thế thì một người cầy thôi chia cho mọi người là được. Thế là chị bắt như anh ấy chết. Ủa, nãy giờ có ai đoán chữ N chưa ta? Không biết anh, em không nhớ. Em cũng không nhớ băng băng. Như nhìn như là đầu... chưa đoán hay sao anh ạ? Hình như, đúng rồi, như chưa đoán. Chưa đoán hay sao ấy. Lúc đầu nhé. Em tập trung ạ. Em xin đoán. Em xin đoán chữ. Mẹ đoán chưa nhở? Em xin đoán chữ N thấp. Chưa đoán. Chữ N thấp ạ. Có một N thấp ạ. Vâng, giành được thêm 600 điểm. À gì ta? Anh có muốn đoán luôn không ạ? Không, em đéo biết là gì chị ạ, em quay tiếp. Vâng, xin mời anh ạ. Gì nhỉ, khó thế nhở? Cái gì nhở? Tôi sẽ một chút gợi ý đấy là nó rất dễ thôi ạ. Đôi khi những gì các anh thấy được cũng là chưa chuẩn đâu ạ. Hộ chiếu tình dục học. Cái gì đây? Hộ chiếu này lạ, tôi chưa nghe bao giờ ạ. Vâng. Anh quay vào ô 300 điểm ạ. À. Ui, em biết rồi. Em cũng biết rồi. Tiền. Chữ T tiền ạ. Vâng, chữ T tiền. Đúng có rồi. Một ui, trời ơi. Từ đã. Đây là câu hỏi cuối cùng đúng không nhỉ? Đúng ạ, đây là câu hỏi cuối cùng ạ. Em xin phép được đoán luôn. Ui, chưa chắc thế. 3.800 điểm nó cũng chưa cao lắm mặc dù đang là cao nhất. Nhưng mà em muốn vào vòng trong. Thêm thử phát nữa đi. Quay phát nữa đi. Điểm với nhau ạ. Đúng rồi. Cũng đúng nhỉ. Mình phải cày chứ anh. Chẳng lẽ mình lại đen lên thế đúng không ạ? Đúng. Em quay tiếp thêm vài lần nữa đã. Vâng, xin mời anh ạ. Anh chắc chưa ạ? Chắc. Mất điểm. Quay. Mất điểm. Vâng, vòng. Mất điểm.
chia đôi phát nữa cũng được. Ồ, qua mất điểm rồi. Ok, ai biến hóa khôn lường vậy? Ok, mất điểm thật. Em hỏi ngu có cơ cấu gì với cái vòng này, thỉnh thoảng em thấy nó biến phát thật thật sự luôn đấy. Đấy đấy, em bị thế mà. Không có cơ cấu gì đâu anh ạ, nó chỉ nó là vòng quay mòng mòng mà chắc là các anh kiểu bị mòng mòng theo để là nhìn ra thế thôi ạ. Không mất điểm. Không còn một điểm nào, rất tiếc ạ. Tôi cũng đây rồi. Phải chia sẻ thì với anh Độ nữa. Từ từ lại cho em hỏi là cái bộ phận kỹ thuật cho em hỏi cái là cái vòng rõ ràng là nó bị nhấp nháy một phát. Là cơ chế của nó thế hay là là cơ chế? Thì cái chương trình của chúng ta là vòng quay mòng mòng mà anh. Thì tất nhiên là nó phải mòng mòng rồi. Dù sao cũng đã mất điểm rồi anh ạ. Không điểm rồi ạ. Ok. Vâng. Đây rồi. Anh mời cò sơi ạ. Vâng, xin mời anh Khôi ạ. Quay. Anh quay đúng không ạ? Vâng, xin mời anh ạ. Quay luôn chứ em sợ gì. Đến đây em chơi vui là chính mà, mất điểm cũng được, sợ gì đâu. Mẹ vui chính như đéo gì vẫn còn cầy. Vui thật anh. Vâng, sẽ là ô nào đây hay là ô ấy mất lượt chứ ạ? Ui giời ơi, thêm lượt làm cái gì? Tập này đang cần kiếm tiền. Nếu mà anh đoán đúng thì anh sẽ được thêm một lượt nữa. Thêm lượt em xin phép là đoán chữ S. Chữ S có một chữ S. Ấy. Vâng. Đúng mẹ rồi. Anh được thêm một lượt nữa luôn. Em đến đây với phương châm là vui là chính, em tiếp tục được quay tiếp. Em chả biết gì phải đoán. Vâng, xin mời quay anh. Quay tiếp luôn. Vâng, xin mời anh. Rất tiếc cho anh Độ ạ. Không phải tiếc đâu mà, còn cay nữa chứ ạ. Biết phải đoán mẹ luôn. Còi. Ồ, ra vòng quay điêu thế nhở, quay 5-6 lần liền. Ồ, ui, ồ, mất điểm. Đâu 1.000. Ồ, 1.000 điểm ạ. Thế nữa thì thêm 1.000 điểm cho anh Lê Minh Khôi đều đoán đúng ạ. Em xin đoán chữ R. Chữ R có một chữ R ạ. Đấy. Em nhìn biết là gì chưa? Em biết mà, trời ơi. Vâng, anh có muốn quay nốt không ạ? Vì số điểm của anh bây giờ vẫn có thể nâng cao lên được nữa đấy ạ. Là em thì thật ra là em đây em không phải đến là tham, em đến để tham gia chương trình vui là chính thôi. Đấy. Vâng. Thế nên là em quay tiếp đi ạ. Quay tiếp đi. Biết mình quay, đúng không ạ? Đúng, quay tiếp cho vui thì tội gì. Vâng, quay. Xin mời anh ạ. Anh chơi vui mà. Anh ham làm giàu đấy. Không, em chơi vui thật, không em đoán luôn rồi. Em vào vòng trong em cầy tiếp đúng không? Nên em chơi vui. Vâng, xin mời anh đoán ạ. 2.000 điểm. Em xin đoán chữ A thôi. Vâng ạ. Chữ A có đấy. Một chữ A, đây chính là chữ cái cuối cùng trong ô chữ của chúng ta. Anh xin mời anh đọc ra đáp án của mình ạ. Đáp án của em là hộ chiếu sinh chắc học. Câu trả lời chính xác. Yes. Xin chúc mừng anh Lê Minh Khôi ạ. Yeah. Yeah. Được cuộc đời. Điểm. Và hiện tại điểm số của anh Khôi là 5.600 điểm ạ. Yes. Vâng, 5.600 điểm dẫn đầu sau 2 vòng thi. Xin chúc mừng anh Khôi đã người được vào đi vào vòng đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay ạ. Yes. Và đi thôi chị ơi. Vâng, anh Trần Thái Linh sẽ có cho mình là 2.200 điểm tương ứng với số tiền mang về là 220.000 đồng. Anh Độ Misi sau một bàn mất điểm thì hiện tại còn lại cho mình 300 điểm từ vòng thi đầu tiên. Anh mang về cho mình là 30.000 đồng ạ. Rất tiếc. Chỉ không sao anh Danh. Quyết định thôi mà đã mất hết số điểm kiếm được. Và không biết là cảm xúc hiện tại của anh Độ khi mà đặt chân đến ngưỡng cửa của vòng đặc biệt mà lại dừng chân lại như thế thì hiện tại thế nào ạ? Tôi rút ra một bài học rồi là không nghe những người chơi bên cạnh tác động vào những cái quyết định của mình chị ạ. Đúng là lúc nãy là tôi định đoán luôn rồi đấy, nhưng mà hai anh bên cạnh cứ gào rú là anh ơi chơi tiếp đi, chơi đến đây là phải vui đấy. Giờ thì tôi không thấy vui nữa. Rất đáng tiếc. Nói chung là mình phải vững vàng anh ạ. Nếu mà muốn được vào vòng trong thì mình cũng phải giữ vững tâm lý. Nhưng không, rất tiếc là anh Khôi đã thao túng được anh trong cái pha mất điểm vừa rồi. Gà, chị lại chia rẽ anh em một tối chị. Anh Trần Đại Linh, anh có biết về cái loại hộ chiếu này không ạ?
Dạ tôi biết ạ. Đây là loại hộ chiếu được nhiều nước trên thế giới áp dụng đúng không ạ? Vâng ạ, thế anh không biết thêm thông tin gì về... Luật sai cái đéo, luật này là bọn tôi tự làm nên là các ông đừng nói về cái vấn đề luật nữa được không? Là tôi sẽ mang thêm một chút để anh Trần Đại Linh hiểu thêm về cái loại hộ chiếu này ạ. Hộ chiếu sinh trắc học hay còn gọi là hộ chiếu điện tử, e-passport. Passport sinh trắc học là một dạng hộ chiếu được kết hợp giữa giấy truyền thống với một phương tiện để lưu trữ thông tin cá nhân như là tên, ngày tháng năm sinh hay là giới tính và dữ liệu sinh trắc học của chủ sở hữu. Thường phương tiện đó sẽ có thể là một con chip kết hợp với anten không dây nhúng trong bìa trước, sau hoặc ở trang giữa của passport. Mô tả chi tiết về quyển hộ chiếu cũng như cấu hình con chip nói lên được. Nói trên được quản lý bởi Hiệp hội Hàng không Dân dụng Quốc tế ECAO. Còn dữ liệu sinh trắc học có thể được xài bao gồm như là vân tay, gương mặt hoặc là nhận diện màu mắt. Và vâng, sau hai vòng thi rất là gay cấn thì chúng ta đã tìm ra được người chiến thắng. Người tiếp theo đến với vòng thi đặc biệt của chúng ta lấy là người chơi ở vị trí số 2, anh Lê Minh Khôi ạ. Xin cảm ơn sự có mặt của anh Độ Misi cũng như anh Trần Thái Linh đã đến đây tham gia chương trình Vòng Quay Vòng Mòng. Hy vọng là trong tương lai các anh sẽ có cơ hội quay trở lại và kiếm thêm những số điểm cho mình ạ. Cảm ơn sự xuất hiện của hai anh ạ. Vâng. Anh ấy thi vòng chung kết là bọn tôi vẫn đứng đây ngồi xem được chứ đúng không? À vâng, các anh muốn thì các anh có thể đứng đây xem. Vâng, thế bây giờ chúng ta hãy cùng đến với vòng thi đặc biệt dành cho anh Lê Minh Khôi. Hai anh em cổ vũ em nhiệt tình vào tí được giải em chia cho. hứa đấy. Vâng ạ, ở vòng thi này thì người chơi sẽ được đoán trước 3 chữ cái. Chương trình sẽ cho anh biết chữ cái nào có và vị trí xuất hiện của chúng trong ô chữ này. Sau đấy thì anh sẽ có 30 giây liên tiếp để đưa ra các câu trả lời cho đến khi tìm được đáp án chính xác hoặc cho đến khi hết giờ ạ. Nếu mà anh trả lời đúng thì anh sẽ nhận được thêm 5.000 điểm. Tương đương với 500.000 đồng ạ. Nếu sai, anh sẽ ra về với số tiền tương ứng số điểm mà anh đã nhận được ở hai vòng trước là 5.600 điểm ạ. Vâng, không biết là anh đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cũng như là hiểu rõ luật chơi của vòng đặc biệt này chưa ạ? Tâm lý em thì đang hồi hộp lắm nhưng mà luật thì em cũng nắm sơ sơ rồi chị ạ. Vâng, vậy thì chúng ta hãy cùng nhau đến với ô chữ ở vòng thi đặc biệt. Đây là một ô chữ gồm 16 chữ cái. Ui trời ơi, tài thế. Đây là tên một bộ truyện của tác giả Nguyễn Nhật Ánh đã được chuyển thể thành phim. Ôi dễ thế. Vâng, anh được quyền đoán trước 3 chữ cái ạ. Chưa đọc truyện gì của bác Nguyễn Nhật Ánh cả, em không biết. Ui, câu này em còn biết luôn anh Khôi ạ. Cũng dễ thế nhở. Vâng, em không biết nhở. Vâng, được chuyển thể thành phim rồi ạ. Phim luôn. Em biết luôn gì nhở. Em xin đoán chữ A. Chữ A. Xin đoán là chữ H. Chữ A, chữ H. Vâng. Phim gì nhỉ? Còn một chữ cái nữa. Và chữ cái nữa là chữ N. Chữ N đúng không ạ? Vâng. Vâng. Chữ A. Có hai chữ A. Chữ H. Có một chữ H. Phim gì nhỉ? Chuyện gì nhỉ? Chữ N. Có một chữ N ạ. Vâng, tôi sẽ cho anh Khôi 10 giây suy nghĩ. Và sau đó sẽ có 30 giây để đọc ra các đáp án anh cho là đúng. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu ạ. Còn nghĩ thế nào được, khó như thế này. Tôi đầu hóc đâu mà nghĩ, toan rồi. Lấy 5 lốp cho chừng không dễ đâu. Anh phải nhắc thì em mới trả lời được chứ. 10 giây đã hết ạ. Tôi hết nhanh thế. Vâng ạ, 10 giây đã hết ạ. Và sau đây sẽ là 30 giây để anh Lê Minh Khôi, người chơi ở vị trí số 2, sẽ đọc ra những câu trả lời anh Khôi cho là chính xác. 30 giây xin phép được bắt đầu. Chữ H ở cuối thì là cái gì nhỉ? Hoang dã à? Không phải. Chuyện gì nhỉ? Phim gì nhỉ? Chuyện gì ta? Ta không nhớ ra được cái chuyện gì nhỉ? Hey, đầu óc dạo này chán thật đấy. Phim bộ truyện của tác giả Nguyễn Nhật Ánh được truyền. Anh cứ đọc ra đi ạ, đọc liên tiếp biết đâu lại đúng ạ. Em đã bảo em chưa đọc truyện nào của tác giả Nguyễn Nhật Ánh ấy, chị bảo em đọc, em biết đọc cái gì? Ủa đã hết rồi á? Okay. Sao biết nhanh thế nhở? 30 giây đã qua và anh Lê Minh Khôi không đưa ra một câu trả lời nào cho câu hỏi này ạ. Rất đáng tiếc ạ. Anh không chưa đọc bộ truyện nào nhưng mà không biết là anh đã từng xem phim chưa ạ?
Ừ, phim gì hả chị? Phim có nhiều thể loại phim lắm. Không, ý tôi là những cái bộ phim mà được chuyển thể từ truyện của tác giả Nguyễn Nhật Ánh ấy ạ. Rất nhiều phim đã được chuyển thể đấy ạ. Ồ thế ạ, thế thì em không biết là em đã xem chưa. Tại vì cái khoản nhớ tên phim với bài hát là em sở đoản của em đấy. Nãy mày em vừa bảo mày xem Mắt Biếc rồi đấy, con đéo Mắt Biếc. À, Mắt Biếc là của tác giả Nguyễn Nhật Ánh anh. Đúng. Dạ vâng, chính xác ạ. Nhưng mà đây không phải Mắt Biếc đâu. Vâng, đây không phải là Mắt Biếc. Nhưng vâng, rất đáng tiếc anh Khôi ạ. Tác giả Nguyễn Nhật Ánh là một nhà văn có rất là nhiều các tác phẩm văn học ghi dấu ấn và được chuyển thể thành phim. Và một trong số đó chính là tác phẩm của câu hỏi ở cái vòng thi đặc biệt này. Và tôi xin được đọc đáp án của vòng thi đặc biệt. Không biết là hai thí sinh còn lại có thí sinh nào muốn đọc không ạ? Sẽ được cộng, nếu mà hai thí sinh còn lại mà đoán đúng không? Sẽ có thêm một phần thưởng nhỏ nhỏ từ chương trình đấy ạ. Em mời anh Độ trước. À, tôi xin nhường câu trả lời tôi cho bạn Trần Thái Linh. Ủa đấy, câu này khó mà. Thế em nghĩ vâng. Không biết là có đúng không, nhưng mà vâng. Em nghĩ là Cô Gái Đến Từ Hoang Dã đúng không chị? À, Cô Gái Đến Từ Hôm anh. Qua. Ờ, chính xác ạ. Ôi, đúng rồi. Trời ơi. Đến từ hôm qua. Ờ đúng rồi, tôi mới nhớ. Tôi không biết là của Nguyễn Nhật Ánh, nhưng mà tôi nghe bài hát em nhớ của chị Bích Tâm ạ. Đúng ạ, nhưng mà chính là đáp án của chúng ta là Cô Gái Đến Từ Hôm Qua. Phim cũng thế hả chị? Đúng ạ, đây cũng là một trong những cuốn sách hay đã đưa tên tuổi của tác giả đi xa hơn và thành công hơn trong sự nghiệp văn chương của mình. Nội dung của bộ truyện thì cũng rất tương ứng với câu văn mở đầu của cái tác phẩm này ạ. Cái câu văn mở đầu đấy không biết là có anh nào đã từng nghe chưa, nhưng câu văn đó chính là con gái thì càng lớn càng khôn, con trai thì càng lớn càng ngu. Ok. Em chưa nghe chưa nghe bao giờ luôn chị ạ. Vâng ạ, tôi đang nghe luôn. Ngoài ra thì nhà văn Nguyễn Nhật, dạ vâng, anh Khôi muốn chia sẻ điều gì ạ? Ông tôi đang định hỏi chứ, ý chị bảo bọn tôi ngu. Ý chị là chị càng lớn thì càng thông minh hơn bọn tôi. Còn bọn tôi càng lúc càng ngu đi hay như nào? Tôi chỉ đọc lại cái câu văn của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nữa chứ không phải là suy nghĩ của tôi ạ. Nếu mà các anh mà không thông minh thì làm sao mà có thể đi được đến chương trình này và giành được rất là nhiều điểm cho mình như thế đúng không ạ? Thế chị nói tôi 300 điểm rồi là tôi ngu nhất đây à? Thế là tôi ngu bét à? Anh chỉ là hơi đen thôi ạ. Vâng. Phần quà, và phần quà ngoài MC ra vâng ạ, phần quà của anh vừa đoán đúng là anh Độ Michi đưa ra câu trả lời chính xác. Vâng ạ. Vâng, anh được cộng thêm cho mình là 5.000 điểm. À không ạ, thế thì nhiều quá, anh được cộng thêm cho mình là 500 điểm ạ. Ok à. Thế tôi có 80 mang về à? Vâng ạ, ngay ạ. Được bắt phở. Vâng, ngoài ra thì nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thì còn có rất là nhiều các tác phẩm đình đám mà chắc chắn là các anh đã từng nghe qua. Một trong số đó cũng được chuyển thể thành phim như là Mắt Biếc, Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh hay là Kính Vạn Hoa. Vâng, đấy. Rất tiếc là anh Khôi đã không dành thêm cho mình được 5.000 điểm. Nhưng không sao, anh đã ra về với số tiền tương ứng với số điểm là 5.600 điểm, 560.000. Xin chúc mừng anh Khôi ạ. Mang tiền về cho vợ ạ. Chúc mừng anh. Và cảm ơn anh Khôi, anh Độ Michi cũng như là anh Trần Thái Linh đã có mặt ở đây ngày hôm nay tham gia số đầu tiên của chương trình game show Vòng Quay Mòng Mòng ạ. Cảm ơn chị. Xin cảm ơn chương trình. Xin cảm ơn chương trình. Xin cảm ơn, dạ. Thì vui quá, cho bọn em thi tiếp luôn được không? Dạ, được ạ, tôi sẽ kết một số bột ở đây và tôi sẽ cho anh trả lời thêm nhiều câu hỏi khác cũng được ạ. Còn bây giờ thì chương trình xin nói lời chào tạm biệt tới tất cả các quý vị. Hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình sau, những game show sau rất thú vị và hấp dẫn ạ. Rồi, cảm ơn tất cả mọi chị. Người. Cảm ơn chị. Và các bạn khán giả, cảm ơn tất cả mọi người. Thoát như nào đây? Bấm nút thoát. À ừ, đây anh ơi. À, giải tán đây, chương trình bịp đéo chịu được. Ok. Là anh đen đấy chứ ạ, đâu phải tại chương trình bịp ạ. Rồi, cảm ơn chương trình nhá, bọn em về đây. Vâng ạ, mọi người sẽ nhận được phần thưởng ở phía sau cánh gà. Anh này cảm ơn mọi người ạ. Anh này mất điểm của khéo thế, tí tôi đưa cho làm lốp nhá. anh làm mất điểm. Anh mất điểm của khéo thật đấy. Em cú thực sự ạ. Rồi, giải tán đây. Này, nhưng mà vào đến câu cuối thì anh có trả lời được không? Không, câu ấy tao đéo trả lời được thật. Tao biết bài hát đấy luôn, tao biết bài hát đấy luôn đấy. Em chỉ nhớ câu cuối là cô gái đến từ cái gì ấy. Nhưng anh Khôi bảo hoang dã thì em mới cho mà. Cô gái đến từ hôm qua. Ừ, mà tao còn đéo chút ra bài đấy là của Nguyễn Nhật Ánh luôn á.
em lúc đầu em cứ đoán là chắc là chỉ có mỗi kiểu kính vạn hoa các thứ thôi, về sau cũng khó thế. Ai à? Ồ. Nếu mà dễ thì làm sao mà được 5.000 điểm đúng không ạ? Ồ. Anh thôi. Cướp, anh ơi cướp. Không sao, chỉ là cái chết thôi. Thôi, nghe đi. Cứu. Bye bye mọi người. Ôi, cảm ơn mọi người nhá. Bye bye nhá. Cảm ơn anh nhá, em cảm ơn chị. Cảm ơn mọi người nhá. Cảm ơn mọi người. Mày à, chuyển sới ông kia đây. Ok anh ơi. Ok anh ơi. Mẹ chương trình lừa thực sự ạ, thể cú đéo chịu được. Trời ơi, thế mà anh không đoán luôn đi. Thì mẹ biết thầy đoán thế mẹ luôn. Mẹ được về bao nhiêu tiền anh? Anh để anh khôi, 20 anh lừa. Không, nhưng mà vào đến vòng chung kết mà câu đấy tao cũng đéo đoán được. Nhưng mình vẫn... Câu đó khó vãi đái. Ừ, câu khó vãi đái thì... Câu... Ờ, câu đấy tao chưa nghe lời luôn. Câu đó chịu luôn rồi. Em chịu đây. Con đường tơ lụa lại còn đúng anh Độ vào trước chứ. Câu đó ngon phết. Em không biết đâu, nhưng mà cái game đấy trùng với cái từ đấy. Em thấy giống từ câu nữa. Cái câu Pichu rồi chịu. Giống từ nữa. Thôi, đi đào hang tiếp đi chờ. Đào hang anh ơi, đào hang đi. Đợi, tí nhá, qua Nemo kìa. Ok anh. Mở chat cho các bạn F3 các em nào. Ôi các bạn ơi, cuối tuần rồi, nghỉ ngơi đi. Hy vọng là các bạn thấy vòng quay mòng mòng của chúng ta hấp dẫn, để sắp tới còn làm thêm mấy chương trình nữa để cho anh em trong team với cả chị em, hội chị em tham gia nhá. Còn bây giờ tôi chuyển sới bên Nemo đây, bạn nào xem tiếp được qua Nemo.tv/MC nhá. Và hôm nay qua bên đấy thì tôi chỉ chơi Sun of the Forest thôi các bạn nhá. Các bạn nào mà xem thì qua, còn ngày về mai, qua ngày chứ nhở, qua ngày mẹ rồi, ngày tối hôm nay là tối chủ nhật thì tôi sẽ nghỉ đi ăn cưới các bạn nhá. Cảm ơn tất cả các bạn, chúc các bạn và gia đình cuối tuần vui vẻ, bye bye. Một điều này ta vẫn ghi nhớ, chỉ cần một phim có người coi, vẫn nói cười thôi, miễn sơ sinh niềm vui vốn lẫn lời. Mặc kệ xung quanh nhiều gièm pha, chẳng nhiều bằng những điều mà ta đã hóa ra. Ngày đêm vẫn cứ là đúng đời, chỉ mong dòng thời gian sẽ chậm chậm thôi, để xem lại đường đi đã rất dài. Đừng tự hỏi sẽ chuyển đến bao giờ, tương lai đâu có ai ngờ, và đừng lo vì một mai sau chúng ta sẽ cùng già.